Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. T. Diệp Thần vừa nhảy lên không bao lâu, đột nhiên một đầu màu đen rắn độc, toàn thân chảy xuống vết máu, từ trên thân cây một cái đục trong động thoát ra, thẳng hướng hắn nhào tới cắn. Cái này màu đen rắn độc, cực kỳ to lớn, mở cái miệng rộng, có thể thôn phệ tinh cầu, răng sắc bén dày đặc như đao kiếm. Đây là vực sâu năng lượng hắc ám hội tụ mà thành ma vật. Đang sáng tạo thế giới trên cây, khắp nơi đều có loại ma vật này, vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần thực lực cường đại, tự nhiên không sợ, vung ra thiên tội cổ kiếm, kiếm quang nhất chạm, liền đem cái kia màu đen rắn độc chém thành hai nửa, cái kia độc xà rên rỉ một tiếng, thân hình sụp đổ thành hắc ám sương mù, tiêu tan mở ra. Giải quyết đi màu đen rắn độc, Diệp Thần tiếp tục tung người đi lên nhảy tới, rất mau tới đến sáng thế chi thụ chỗ cao, ở đây cành lá xanh tươi, lá cây to như tinh thần, chạc cây tựa như tinh quỹ, hắn hành tẩu ở trong đó, tựa như phù du hành ở tinh hà, tự thân nhỏ bé vô cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Thần có thể nhìn đến cành lá thấp thoáng ở giữa, có ba đóa to như liệt nhật đại đạo hoa, óng ánh trong suốt, lớn lên tại đầy đục động cùng đốm đen giữa cành lá. Đoạn đường này nhảy vào, Diệp Thần nhìn thấy cành lá, thần quang hoa lệ sau lưng, là vô tận pha tạp cùng mọt ăn, vực sâu tại ăn mòn cả cây thần thụ, thấm vào ruột gan cây cối mùi thơm ngát bên trong, xen lẫn thi sú cùng mục nát mùi vị của nước. Từng sợi màu đen vực sâu sương mù, tạo thành che lấp, đang sáng tạo thế giới trên cây khắp nơi nổi lơ lửng. Duy nhất không chịu vực sâu ăn mòn, là đại đạo hoa, đó là sáng thế chi thụ bản nguyên đại đạo, tạo hóa đại đạo linh khí kết tinh, trong cánh hoa lạc ấn lấy từng đạo đại đạo phù văn. Diệp Thần vẫy tay một cái, liền đem phía trên ba đóa đại đạo hoa, chiêu tới. Như mặt trời cực lớn đại đạo hoa, rơi xuống trong tay Diệp Thần, liền hóa thành bình thường cánh hoa lớn nhỏ, thần quang rực rỡ, hà thải dâng lên, cực điểm rực rỡ. Nếu là võ giả bình thường, quan sát đại đạo hoa, lĩnh hội trên mặt cánh hoa đạo văn, tu vi có thể được đến cực lớn tăng thêm. Nhưng đối với Diệp Thần loại này cấp bậc cường giả tới nói, quan sát tầm thường đạo pháp, đã không cách nào thu được cảm ngộ. Đến hắn loại này cấp bậc, bản thân liền là đạo, trên người hắn tia sáng, cũng có thể để cho võ giả bình thường ngộ đạo. Những thứ này đại đạo hoa, đối với Diệp Thần tới nói, không có tác dụng gì, chỉ là đơn thuần thí luyện chứng từ, thu tập được thật nhiều đại đạo hoa, liền có thể thu hoạch trận này đại điển thí luyện thắng lợi. Ong ong, Diệp Thần vừa lấy xuống ba đóa đại đạo hoa, lại nghe một hồi vỗ cánh vù vù âm thanh truyền đến, bầu trời có một đầu cực lớn ong độc, bỗng nhiên hướng hắn phốc đâm mà đến. Ong độc toàn thân đen như mực, lộ ra bằng đá, tựa như hắc diệu thạch chế tạo, một đôi mắt lại là huyết hồng, rõ ràng cũng là vực sâu ma vật. Diệp Thần nhìn thấy hắc độc phong đánh tới, tiện tay một kiếm chém ra, chanh một tiếng, chạm tại hắc độc phong trên thân, như chạm kim thạch, phát ra thanh thúy chạm kích âm thanh. Hắc độc phong chịu kích, hét thảm một tiếng, lập tức bản thân bị trọng thương, chảy ra máu đen, nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, cái này hắc độc phong chịu kích sau đó, thân hình thoát một cái, thế mà phân liệt ra tới, từ một cái biến thành hai cái. Mới chia ra tới hắc độc phong, cùng lúc đầu giống nhau như đúc, hơn nữa không có bị thương chút nào bộ dáng, trạng thái là đỉnh phong. Hai cái hắc độc phong, máu đỏ đôi mắt lập lòe hung mang, kêu to nhô lên ngủ đông châm, lại hướng Diệp Thần đâm tới. Diệp Thần lại xuất kiếm, đem hai cái hắc độc phong chảm lui, nhưng một màn kinh người lại xuất hiện, hai cái hắc độc phong chịu kích, thế mà song song phân liệt, từ hai cái đã biến thành bốn cái. Gặp quỷ, đây là cái gì ma vật? Diệp Thần thấy thế, rất là lạ thường, có chút không tin tà, lại là một đạo kiếm khí bổ đi ra. Bốn cái hắc độc phong chịu đến công kích của hắn, lần nữa phân liệt, đã biến thành tám con, hung hãn không sợ chết một dạng phóng tới Diệp Thần. Diệp Thần huy kiếm liên chảm. Nhưng chỉ cần không thể nhất kích giết chết hắc độc phong, những thứ này hắc độc phong liền sẽ phân liệt, vô cùng vô tận. Trong nháy mắt, ban sơ chỉ có một con hắc độc phong, đến bây giờ lại chia ra mấy trăm con. Rậm rạp chằng chịt hắc độc phong, tạo thành bầy ong, cánh chấn động ở giữa, phát ra làm cho người sợ hãi tiếng ông ông, cuốn lấy một cơn bão táp cùng khí độc, điên cuồng tiến công Diệp Thần. Diệp Thần hộ thể cương khí lợi hại, hắc độc phong không phá được hắn phòng ngự, nhưng thấy đến cái này hắc độc phong lại có thể vô hạn phân liệt, Diệp Thần cũng là chấn kinh, còn là lần đầu tiên gặp phải loại này quỷ dị ma vật. Từ vực sâu đản sinh ra ma vật, không biết còn có bao nhiêu tồn tại quỷ dị, nếu là võ giả bình thường đụng tới cái này hắc độc phong, chỉ sợ đã tao ương. Diệp Thần nội tâm nặng nhiên, lúc này đã phát giác thiên cơ, cái này sáng thế chi thụ, càng lên cao bò, đụng tới ma vật lại càng kinh khủng. Sáng thế chi thụ liên thông tinh không bị ngạn, nhưng cho dù hồn thiên đế,
Nguyên Thiên Đế loại này cấp bậc đạo quân cường giả, cũng không có leo đi lên ý tứ. Diệp Thần lúc này biết nguyên nhân, bởi vì sáng thế chi thụ càng cao chỗ, ma vật lại càng kinh khủng, vực sâu dựng dục ra ma vật, cảnh giới đỉnh cao cùng vực sâu lực lượng tương đương, tại vô tận ma vật cách trở phía dưới, liền xem như đạo quân cường giả, cũng không thể từ sáng thế chi thụ, leo đến tinh không bỉ ngạn đi lên. Sáng thế chi thụ cực kỳ to lớn cao tráng, Diệp Thần vị trí, vẫn tương đối chỗ thấp, nhưng đụng tới ma vật, cái kia hắc độc phong, đã nắm giữ vô hạn chia ra năng lực, nếu là lại cao hơn chỗ ma vật, có trời mới biết sẽ có cỡ nào đáng sợ. Bắt pháp tắc, định thân. Diệp Thần không muốn sẽ cùng hắc độc phong dây dưa tiếp, lập tức thủ quyết bóp, sử cái định thân pháp, một mảnh như địa ngục màu đen gợn sóng, giống như phóng xạ từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Chung quanh rậm rạp chằng chịt bầy ong, lọt vào Diệp Thần định thân pháp xung kích, lập tức cứng ngắc tại chỗ, không thể động đậy. Đây là bắt pháp tắc lợi hại, bắt tinh túy chính là định thân, chỉ cần đem địch nhân định trụ, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Lớn sụp đổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tại định trụ bầy ong sau, Diệp Thần đại thủ chụp ra, sử dụng Shiva lớn sụp đổ chi pháp, bàn tay tựa như một cái sụp đổ hắc động, bao phủ xuống đi, choảng choảng liên tiếp vang động, những cái kia tựa như hắc diệu thạch chế tạo hắc độc phong, tại chỗ thân thể bạo diệt, hóa thành nguyên thủy khí tức màu đen tiêu tán. Đối phó loại ma vật này, biện pháp đơn giản nhất, chính là nhất kích tất sát, chỉ cần giết diệt hắn bản nguyên, ma vật liền không cách nào lại phân liệt tiếp. Hô! Giải quyết đi bầy ong, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị lại hướng lên, trong đầu lại xuất hiện Nhậm Tiền Bối hình ảnh. Hắn ẩn ẩn nhìn thấy Nhậm Tiền Bối bước vào một tòa địa cung. Cái kia địa cung bên trong, tựa hồ còn có một bộ không biết lai lịch xương khô. Diệp Thần rất muốn cố gắng thấy rõ cái này xương khô hình ảnh, nhưng càng là thấy rõ, nội tâm liền có một loại không biết cảm giác sợ hãi. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí cảm nhận được luân hồi mộ địa tại khẽ chấn động. Cái này, Diệp Thần lắc đầu, cảm giác đây hết thảy có chút không có logic. Cái kia tinh không bị ngạn cơ duyên như thế nào có thể cùng mình chấm dứt hệ. Thôi vẫn là tiếp tục tìm kiếm đại đạo hoa A. Tinh không bị ngạn phía trên, Nhậm Phi Phàm cũng bước vào địa cung chỗ sâu nhất. Hắn khẽ nhíu mày nhìn xem chung quanh, một vài bức xưa cũ tranh đá, hoàng hôn ánh nến ở cung điện dưới lòng đất hành lang bên trên chập chờn. Để cho hắn kỳ quái là, tranh đá lại có chút cảm giác quen thuộc. Hắn hơi hơi dừng lại, đưa tay ra, đi tới một bộ tranh đá phía trước, để cho hắn có chút thất thần là trong họa lại ghi lại Shiva thân ảnh. Không chỉ có Shiva, tựa hồ còn có Vishnu. Chẳng biết tại sao, Shiva bị thương, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, giống như là như lâm đại địch. Shiva xem như trụ thần, lại thế nào sẽ có loại vẻ mặt này? Đây rốt cuộc là đi qua, vẫn là tương lai. Cũng chỉ có ra ngoài hỏi một chút Shiva. Nhậm Phi Phàm tiếp tục hướng phía trước đi. Trước mắt xuất hiện một cái khác bức màu xanh nhạt tranh đá, khi ánh mắt chạm đến hình ảnh thời điểm, con người của hắn hơi co lại, đơn giản là, trong hình một thân ảnh, luân hồi kim quang lấp lóe, luân hồi bàn táng diệt hết thảy sâu u khí tức không ngừng nở rộ. Mặc dù thấy không rõ thân ảnh kia, nhưng xem như người hộ đạo, Nhậm Phi Phàm quá rõ ràng là ai. Nhậm Phi Phàm kết luận, cái này tranh đá tựa hồ biểu thị cái nào đó tương lai hình ảnh. Nhậm Phi Phàm ánh mắt nhìn về trước nữa, rốt cuộc minh bạch. Diệp Thần vì cái gì như thế, đơn giản là trước người của nó, có một đạo giống như hỗn độn tồn tại, hắn không có thực chất, nhưng trong hỗn độn lại cuốn sạch lấy cuồng bạo kiếm khí, tựa như một thanh trảm thế chi kiếm. Nhậm Phi Phàm rất muốn biết trong hình kết cục, nhưng mà, hình ảnh hoàn toàn mà dừng, tiếp theo phó tranh đá không biết bị cái gì lực lượng phá toái, hóa thành bột phấn. Thiên nguyên quy nhất, hình ảnh hiện chân. Nhậm Phi Phàm hai ngón điểm nhẹ, cái kia bể tan tành tranh đá ẩn ẩn khôi phục. Nhưng mà, trong chớp mắt, lại hóa thành một mảnh bột phấn. Không phải lực lượng của hắn không đủ, mà là nơi đây quy tắc không cho phép. Xem ra, Diệp Thần bước vào tinh không bỉ ngạn sau, đem đối mặt một đạo đại kiếp. Ta nhất định phải nhanh chóng để thăng căn cơ cùng thực lực, bằng không đối mặt đạo này đại kiếp, sự không chắc chắn nhiều lắm. Liên lụy đến trụ thần nhân quả, tuyệt không tầm thường. Nhậm Phi Phàm không còn nói nhảm, tiếp tục bước vào cái kia sâu kín trong bóng tối. Mấy tức sau đó, Nhậm Phi Phàm vung tay lên, một đầu kim sắc cự kình bay lên không trung, phảng phất hóa thành một đạo thái dương, chiếu sáng cả vùng. Nơi xa, một đóa trắng đen xen kẽ quỷ dị chi vật, sinh ở trong một mảnh bị mê vụ bao phủ u tuyền. Cái này thần bí thực vật tản mát ra ánh sáng yếu ớt, giống như sao lốm đốm đầy trời, làm người say mê. Vật này chung quanh, sinh trưởng một chút hình thái khác nhau cỏ cây, quỷ dị chính là,
cỏ cây ẩn ẩn có chút vực sâu chi khí, lại cho người một loại nguy hiểm cảm giác. Nhậm Phi Phàm biểu lộ không còn vân đạm phong khinh, mà là có chút kích động, bởi vì vật này hắn tại Tinh Không Bỉ Ngạn một chút trên thẻ ngọc thấy qua. Hỗn độn chi tủy. Trước đây vừa bước vào Tinh Không Bỉ Ngạn, Siva thì cho hắn 10 bản ghi lại Tinh Không Bỉ Ngạn rất nhiều sự vật ngọc giản. Trong đó có một phần tên là Thiên Công Tinh Vật, ghi lại Tinh Không Bỉ Ngạn màu sắc sặc sỡ thần vật. Hỗn độn chi tủy chính là một cái trong số đó. Vật này, sinh tại hỗn độn, vô tận kỷ nguyên thai nghén, hấp thu tinh không tinh hoa. Hỗn độn chi tủy có rất nhiều hiệu quả thần kỳ, một trong số đó đó là có thể đề thăng võ giả căn cơ. Bất quá rất nhanh, Nhậm Phi Phàm biểu lộ lại thay đổi, cái này hỗn độn chi tủy chẳng biết tại sao, dưới đáy cành lá đoạn mất, một tia như máu nước tràn ra, nếu không phải một tia hỗn độn chi khí thủ hộ lấy đóa hoa này, chỉ sợ sớm đã khô héo. Đáng tiếc vật này không biết loại nguyên nhân nào tổn thương, chỉ sợ không thể hoàn chỉnh đề thăng ta căn cơ, nhưng chữa trị một chút căn cơ thiếu hụt, tại ta tới nói, cũng là rất lớn thu hoạch. Không còn nói nhảm, Nhậm Phi Phàm đưa tay ra, hư không ngưng hóa ra một cái tay, muốn đem cái kia hỗn độn chi tủy hái xuống, song khi lấy hư không chi thủ muốn chạm đến hỗn độn chi tủy trong nháy mắt, một đạo quỷ dị tiếng địch vang lên. Hư không chi thủ trong nháy mắt đánh tan, liền Nhậm Phi Phàm đều không khỏi lui về sau một bước. Tiếng địch này có thể đối với bây giờ được đề thăng thực lực chính mình sinh ra ảnh hưởng. Không phải do Nhậm Phi Phàm phản ứng, tiếng địch khoan thai nhất chuyển, réo rắt mà lăng lệ, phảng phất một đạo kiếm khí vô hình vạch phá bầu trời, mang theo sát ý lạnh như băng. Mưu toàn nuốt giết Nhậm Phi Phàm. Tiếng địch này, hình như có ma lực, lại như ẩn chứa hỗn độn sơ khai kiếm ý, để cho Nhậm Phi Phàm đạo tâm không khỏi vì đó rung động. Lực lượng thật là bá đạo, giống như không thuộc về Tinh Không Bỉ Ngạn thế lực. Nhậm Phi Phàm cau mày, trong mắt của hắn lập lòe một tia ánh sáng khác thường, hắn cảm nhận được trong tiếng địch sát cơ, càng phát giác cái kia cỗ giấu sâu ở trong âm luật hỗn độn kiếm ý. Trảm hồn tại hỗn độn, khát máu tại hư vô. Thiết chí trận này người cũng không phải khảo nghiệm, mà là muốn giết người diệt khẩu. Không dám phất lờ, trong tay Nhậm Phi Phàm sử dụng một thanh khác lấy huyết nguyệt kiếm, thân kiếm hơi hơi rung động, phảng phất cùng tiếng địch kia sinh ra kỳ dị nào đó cộng minh. Rõ ràng Nhậm Phi Phàm kiếm cũng hiếu chiến. Đột nhiên, Nhậm Phi Phàm động, hư không xé rách, hóa thành một đạo huyết quang phá toái không gian. Kiếm pháp của hắn nhanh chóng mà cuồng bạo, mỗi một kiếm đều xen lẫn tinh hồng huyết nguyệt cuồng ngạo và hắn đối với hỗn độn lý giải. Càng kèm theo cự kình chiều lên ý cảnh. Mấy chiêu sau đó, Nhậm Phi Phàm lông mày giãn ra, tựa hồ xem thấu cái gì, cười nhạt một tiếng. Ta chi kiếm nói, tuyệt niệm huyết nguyệt trảm. Kiếm của hắn lập tức tản mát ra thần thánh tia sáng, giống như cự kình hư ảnh lấp lóe. Từng đạo huyết nguyệt xuất hiện tại trên mũi kiếm, kiếm đạo kinh thiên động địa. Kiếm quang như điện, vạch phá toàn bộ địa cung, cùng cái kia hỗn độn tiếng địch đụng vào nhau, phát ra nổ rung trời. Trong chốc lát, mảnh này vết nứt không gian trong nháy mắt mở rộng, phảng phất muốn đem toàn bộ Tinh Không Bỉ Ngạn thôn vệ trong đó. Mà Nhậm Phi Phàm ánh mắt bên trong cũng vào lúc này để lộ ra uy nghiêm vô thượng, phảng phất trích tiên buông xuống thế gian, chèn ép toàn bộ chiến trường. Theo Nhậm Phi Phàm tuyệt niệm huyết nguyệt trảm, tiếng địch kia dường như nhận lấy ảnh hưởng, trở nên lúc nứt lúc nối, phảng phất sắp bị chém nứt mệnh mạch. Kỳ thực xem như Diệp Thần người hộ đạo, Nhậm Phi Phàm này kiếm chi đạo, cũng là thụ Diệp Thần Thiên Đấu Đại Đồ kiếm cùng với Chỉ Thủy kiếm đạo ảnh hưởng, bước vào Tinh Không Bỉ Ngạn sau đó, càng là sáp nhập vào Siva Vũ Ý. Hắn bây giờ, thậm chí có thể tùy ý nhất niệm liền sáng tạo ra cường đại võ đạo. Không biết qua bao lâu, kèm theo Nhậm Phi Phàm cuối cùng một kiếm cùng cái kia bay múa đầy trời tiếng địch giao hội, bộc phát ra quang mang chói mắt, theo một tiếng thanh thúy phá toái thanh âm, tiếng địch im bặt mà dừng, hỗn độn kiếm ý tiêu tán theo. Nhậm Phi Phàm đứng tại chỗ, thở hổn hển bình phục kích động trong lòng. Trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia thoải mái, bởi vì hắn biết, hắn thành công phá trận này từ tiếng địch chỗ dệt thành sát cục, mấu chốt cái này sát cục bố trí giả thủ đoạn cực kỳ cao. Trong kiếm ý mang theo hỗn độn, trong hỗn độn lại mang theo mê thất, bất kỳ một cái nào chi tiết đều thần thích. Nếu không phải Siva dạy qua hắn một vài thứ, hắn tất nhiên trọng thương. Dưới mắt, lần này bố trí, rất có thể cùng trụ thần như vậy cấp bậc có liên quan. Bất quá hắn cũng không cảm nhận được trụ thần nhân quả. Xem ra có cơ hội nhất thiết phải hỏi nhiều hỏi Siva. Đến tột cùng là ai? Nhậm Phi Phàm đi tới hỗn độn chi tủy phía trước, trực tiếp đem hắn lấy xuống, hơn nữa không chút do dự, đem hắn thôn vệ hầu như không còn. Rất nhanh, Nhậm Phi Phàm bên trên da thịt. Tựa như đại đạo kinh văn tại vần quanh, từng đạo nóng bỏng cảm giác tựa như liệt hỏa. Nhậm Phi Phàm tại chỗ ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp,
luyện hóa thể nội hỗn độn chi tủy. Hắn ẩn ẩn có chút may mắn cái này hỗn độn chi tủy cũng không phải là hoàn mỹ, nếu là hoàn chỉnh hỗn độn chi tủy, dù cho Shiva cưỡng ép tăng lên thực lực của hắn, cũng đủ làm cho hắn bạo thể mà chết. Không biết qua bao lâu, Nhậm Phi Phàm khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một tia hồng nhuận, một cỗ nhàn nhạt chọc khí cũng từ trong miệng phun ra. Hắn có thể cảm nhận được chính mình căn cơ ổn định một bộ phận, mặc dù cách khống chế cảnh giới bây giờ còn có chút khoảng cách, nhưng ít ra là tiến bộ. Càng quan trọng chính là, hỗn độn chi tủy sức mạnh theo thời gian trôi qua, đối với hắn có ích càng ngày sẽ càng lớn. Nếu là lại lấy được mấy cái tương tự cơ duyên, có lẽ ta căn cơ thật có thể xu hướng hoàn mỹ, đến lúc đó đối với bàn cờ này, ta trợ lực liền cực kỳ mấu chốt. Nhậm Phi Phàm không khỏi cảm khái nói, bất quá Diệp Thần còn cần mau chóng trưởng thành, ta chung quy là trợ lực, bàn cờ này chân chính kỳ thủ, hay là hắn. Cảm khái kết thúc, Nhậm Phi Phàm liền chuẩn bị rời đi vùng cung điện dưới lòng đất, nhưng lại tại hắn quay người lúc, một cỗ khí thức quen thuộc lại đưa tới chú ý của hắn. Nhậm Phi Phàm chớp mắt phá vỡ không gian, đi tới hỗn độn chi tủy sau lưng, đó là một phiến cổ pháp cửa đá. Nhậm Phi Phàm vận chuyển linh lực, một đầu cự kình hư ảnh phảng phất va chạm hướng cửa đá. Trong khoảnh khắc, cửa đá vỡ vụn, một cỗ khí thức cổ xưa đập vào mặt. Trước mắt, là một gian tĩnh mịch dị thường không gian đặc thù, trên bốn vách tường nạm xưa cũ cây đèn, bọn chúng tản ra ánh sáng yếu ớt, giống như đầy sao lấp lánh, chiếu sáng cái này phương kỳ dị không gian. Trong không gian tràn ngập một loại khó nói lên lời khí thức, phảng phất thời gian ở đây ngưng kết. Lại có người bố trí ở chỗ này thời gian đình trệ pháp tắc. Nhậm Phi Phàm nói thầm âm thanh, sau đó ánh mắt đảo qua, giữa phòng, một bộ xương khô lẳng lặng nằm trên mặt đất, nó tựa hồ đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, vẫn như cũ duy trì vốn có hình thái, tựa như một vị ngủ say cổ đại đế vương. Nhậm Phi Phàm đến gần, nhìn kỹ phía dưới, bộ xương khô này bên trên vậy mà hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt lộng lẫy, mỗi một đầu khớp xương đều khắc họa lấy phù văn cổ xưa, tựa hồ cất giấu bí mật không muốn người biết. Nhậm Phi Phàm trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu kích động, hắn có thể cảm nhận được trong bộ xương khô này ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhưng mà, cũng có một tia quỷ dị sợ hãi dưới đáy lòng lan tràn ra. Cỗ lực lượng này quá mức cổ lão, mạnh mẽ quá đáng, phảng phất chạm đến nó trong nháy mắt, liền sẽ bị vô tận tuế nguyệt thôn phệ. Không đúng. Nhậm Phi Phàm rõ ràng phát hiện cái gì quỷ dị, hai con ngươi chấn động. Cái này xương khô trong tay lại nắm lấy một thanh muôi đá. Muôi đá phía trên lại tràn lan lấy cường đại luân hồi chi lực. Hắn xem như luân hồi trận doanh nhân vật trọng yếu, đối với loại cảm giác này quá quen thuộc. Càng làm cho hắn quen thuộc là, cái này muôi đá cũng không phải là thế gian chi vật chế tạo, nó nguồn gốc lại cùng Diệp Thần lớn nhất át chủ bài. Luân hồi trong mộ địa không gian cực kỳ tương tự. Không phải tương tự, mà là giống nhau như đúc. Cái này sao có thể? Nhậm Phi Phàm suy xét mấy giây, dứt khoát lựa chọn ngồi xếp bằng, sau lưng xuất hiện một cái huyết nguyệt cùng cự kình cấu tạo thời gian chi bàn. Hắn muốn nếm thử nhìn đến đây quá khứ. Này đối Diệp Thần cực kỳ trọng yếu. Đối với hắn mà nói, càng quan trọng. Dù cho thuật pháp này đại giới cực lớn, nhưng không phải do hắn. Cự kình huyết nguyệt lưu chuyển, thế gian đang từng chút trôi qua, thậm chí Nhậm Phi Phàm sợi tóc cũng dần dần biến trắng. Bây giờ, Diệp Thần tự nhiên cũng không biết Nhậm Phi Phàm giờ khắc này ở địa cung phát sinh hết thảy, nhưng hắn chẳng biết tại sao, nội tâm có loại cảm giác bất an. Bất an cảm giác thậm chí lan tràn, để cho hắn không có cấp tiến lựa chọn lại hướng lên nhảy tới, mà là ngay tại trên chính mình độ cao này, bình thẳng đi về phía trước tiến, tìm kiếm đại đạo hoa. Sáng thế chi thụ cực kỳ to lớn xanh tươi, Diệp Thần độc thân tiến lên, như phù du hành ở tinh hải, hắn mơ hồ có thể bắt được hồn thiên đế, xấu thần, ma phi thiên đám người khí tức, cũng tại trong sáng thế chi thụ. Nhưng, sáng thế chi thụ thực sự quá quá lớn rồi, tạo hóa thần quang cùng vực sâu khí tức xen lẫn, thiên cơ mờ mịt. Diệp Thần chỉ có thể đại khái cảm ứng được hồn thiên đế đám người tồn tại, không cách nào tinh chuẩn khóa chặt vị trí của bọn hắn. Ước chừng một ngày trôi qua, Diệp Thần hái tới hơn 30 đóa đại đạo hoa, nhưng còn không có đụng tới hồn thiên đế bọn người, thậm chí ngay cả một cái võ giả đều không đụng tới, từ đầu đến cuối cũng là chính hắn một người, có thể đụng tới chỉ có ma vật. Tham gia phản thiên đại điển võ giả, nhân số mặc dù không thiếu, nhưng tiến vào thiên vực sau, tựa như một nắm cát vung vào biển cả, lẫn nhau khó mà tương kiến. Phần lớn võ giả, đều tại thiên vực bốn phía tầm bảo cùng tìm kiếm đại đạo hoa, dám đến sáng thế chi thụ hái hoa, hoặc là thượng phẩm thiên đế, hoặc là diệp thần, hồn thiên đế loại này cấp bậc vĩ đại tồn tại. Dù sao, sáng thế trên cây ma vật, đối với võ giả tầm thường tới nói, cũng là muốn mạng đại khủng bố. Hái hoa hái một ngày,
Diệp Thần vẫn bất giác mệt mỏi, vẫn là tinh khí thần tràn trề. Tại Hái Hoa ngoài, hắn cũng lưu ý lấy ngoại giới thiên cơ biến động, đặc biệt là Phản Thiên tộc bộ lạc. Cái kia Cửu U Vạn Hồn Phiên liền sừng sững ở Phản Thiên trong bộ lạc, Xấu Thần cùng Hồn Thiên Đế đều có muốn đoạt lấy ý tứ. Nhưng cho tới bây giờ, Diệp Thần cũng không có nhìn thấy Xấu Thần cùng Hồn Thiên Đế xuất động, hai người bọn họ đều đang sáng tạo thế giới trên cây, cũng không có đi cướp đoạt. Chẳng lẽ, bọn hắn là biết Cửu U Vạn Hồn Phiên lột xác, đã không phải là nhân lực có thể trưởng khống, cho nên liền không đi cướp. Diệp Thần nghĩ thầm, nhưng lại cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Đến nỗi Lăng Xương Tiên Tử gọi Diệp Thần đi tìm sạch sẽ nhánh cây, đồng thời chặt đứt cho nàng, Diệp Thần đi lại một ngày, cũng không có phát hiện hoàn toàn sạch sẽ nhánh cây, cũng là mang theo màu đen điểm lấm tấm cùng đục động tồn tại, vực sâu ăn mòn ảnh hưởng vô cùng sâu. Những cành cây này, không có một đầu là sạch sẽ, không biết ta dùng phỉ nhiêu bí pháp, có thể hay không tịnh hóa trên nhánh cây hắc ám. Diệp Thần tính toán, nhưng thấy sáng thế chi thụ thần quang mênh mông, năng lượng nội tình thâm hậu như thế, hắn muốn tịnh hóa trong đó vực sâu khí tức, sợ rằng phải hao phí thiên đại tâm khí. Đang lúc chủ trừ, Diệp Thần chợt thấy có một tia bạch quang nhàn nhạt, như sương mù giống như ở chung quanh phiêu động. Bạch quang kia vô cùng thuần túy, thần thánh không rảnh, phiêu động mà qua, cành lá ở giữa quanh quẩn vực sâu che lấp khí tức, nhao nhao tránh lui, tựa hồ không dám tới gần. Đây là quang. Diệp Thần con mắt trợn to, như có điều suy nghĩ, ánh mắt quan sát phía dưới. Từ phương hướng của hắn, nhìn về phía dưới, chỉ thấy trọng trọng xum xuê cành lá, không nhìn thấy những vật khác. Nhưng, khi Diệp Thần ánh mắt cưỡng ép xuyên qua, nhìn qua tầng tầng cành lá sau, hắn liền thấy phía dưới có một cái vòng xoáy màu trắng. Cái kia vòng xoáy màu trắng, tựa như một mảnh mộng ảo tinh hệ, mênh mông vô biên, từng khỏa điểm sáng chậm rãi từ trong vòng xoáy trôi nổi mà ra, tạo thành nhàn nhạt quang vụ, phiêu tán bốn phía, cũng trôi dạt đến sáng thế trên cây. Là ánh sáng của bầu trời thần thủy. Diệp Thần chấn động trong lòng, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia vòng xoáy màu trắng, chính là ánh sáng của bầu trời thần thủy, từ vô số điểm sáng hội tụ mà thành, toàn bộ vòng xoáy có hệ ngân hà thật lớn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi mộng ảo, tọa lạc tại sáng thế chi thụ phụ cận. Thì ra ánh sáng của bầu trời thần thủy ngay ở chỗ này, ta đem một tiết bẩn thỉu nhánh cây, vứt xuống ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong đi, không biết có thể hay không tịnh hóa. Diệp Thần tâm niệm chuyển động. Lại từ ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong, bắt được câu chi mảnh vụn khí tức. Câu chi mảnh vụn, liền tại bên trong. Còn có, Diệp Thần còn bắt được Hồng Quân lão tổ khí tức. Hồng Quân, hắn quả nhiên xông vào ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong. Cái người điên này, hắn muốn làm gì, thật muốn luyện hóa ánh sáng của bầu trời thần thủy sao? Cái này sao có thể, coi như hắn là siêu phẩm thiên đế, cùng trời quang thần thủy so sánh, cũng bất quá là một con run dế. Hắn cũng nhanh chết a. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần có thể cảm thấy Hồng Quân lão tổ nhân quả đang không ngừng trở nên yếu ớt, sắp biến mất. Thậm chí, trong óc hắn, liên quan đến Hồng Quân lão tổ ký ức, tại dần dần trở nên mơ hồ. Ý vị này, Hồng Quân lão tổ xông vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, hết thảy của hắn nhân quả, hết thảy tồn tại thiên cơ, đều sắp bị ánh sáng của bầu trời thần thủy rội rửa thành trống không. Một khi Hồng Quân lão tổ đã biến thành trống không, cái kia quá khứ, bây giờ, tương lai tuyến thời gian, đều sẽ không còn có hắn tồn tại, thế gian liên quan tới hắn hết thảy vết tích, đều biết tiêu thất. Diệp Thần đối với Hồng Quân ký ức, nếu như không thêm vào bảo vệ mà nói, tự nhiên cũng biết đi theo tiêu thất. Chỉ có Hồng Quân, Hồn Thiên Đế, Xấu Thần, mà Phi Thiên bọn hắn cũng không có tới gần, xem ra là ánh sáng của bầu trời thần thủy quá nguy hiểm, bọn hắn cũng không dám đụng vào. Bọn hắn là, chờ ta tiến vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, muốn nhìn ta chết sao? Diệp Thần ánh mắt chớp động, trong nháy mắt này, nhìn thấy vô tận thiên cơ. Hắn đại khái đoán được Hồn Thiên Đế đám người tâm tư, đám cáo giả kia đều rất tinh khôn, biết hắn thực lực cường hãn, không muốn chính diện giao phong, đều nghĩ chờ lấy xem kịch vui, nhìn hắn chìm đến ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong đi, bị dội rửa thành trống không. Muốn nhìn trò hay sao? Vậy thì cho các ngươi xem, cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy, có thể hay không diệt sát ta? Hay là ta chinh phục giả cái gọi là ánh sáng của bầu trời thần thủy. Diệp Thần nhếch nhếch miệng, câu chi mảnh vụn ngay tại ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Chỉ cần lấy được cái này câu chi mảnh vụn, hắn ma ngục mệnh tinh khôi phục hoàn chỉnh, uy áp chư thiên cũng không vấn đề. Thậm chí trước khi đến tinh không bỉ ngạn sau đó, cũng có thể tự vệ một chút. Lần này tham gia đại điển,
Diệp Thần vốn chính là nghĩ trùng nhập ánh sáng của bầu trời thần thủy, đoạt lại câu chi mảnh vụn. Lúc này hắn nhìn thấy ánh sáng của bầu trời thần thủy, ngay tại dưới chân mình, do dự suy nghĩ một phen, trong lòng liền có quyết đoán. Huyết Long. Diệp Thần đem Huyết Long kêu gọi ra. Huyết Long từ trong cơ thể hắn bay ra, kêu một tiếng, chủ nhân. Diệp Thần ánh mắt quan sát ánh sáng của bầu trời thần thủy, nói, ta chuẩn bị trùng nhập ánh sáng của bầu trời thần thủy, người ở nơi này trông coi, cẩn thận bất luận kẻ nào. Hắn tế ra ma quỷ đằng, tâm niệm khẽ động, ma quỷ đằng giống như rắn độc uốn lượn, một mặt quấn ở một cây cường tráng trên nhánh cây, một chỗ khác quấn ở Diệp Thần trên thắt lưng. Người trông coi cái này ma quỷ đằng, đừng cho người khác phá hư, chính ta treo xuống, có thể cầm tới câu chi mảnh vụn sau lại đi lên. Diệp Thần xoa xoa tay, ma quỷ đằng quấn thân, hắn cảm giác một cỗ vực sâu kinh khủng khí tức trên người mình vần quanh. Cỗ này vực sâu khí tức, đủ để tại trong vòng một canh giờ, chống lại ánh sáng của bầu trời thần thủy rội rửa. Chỉ cần Diệp Thần có thể tại trong vòng một canh giờ, đoạt lại câu chi mảnh vụn, liền có thể không phát hiện chút tổn hao nào trở về. Huyết Long lấy làm kinh hãi, nói, chủ nhân, người bây giờ liền đi sao? Diệp Thần nói, ân, ta vốn là muốn đợi đột phá đến thiên đế cảnh giới sau, lại lần nữa vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, nhưng ta chịu thiên đạo áp chế, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đột phá. Chỉ có cầm tới câu chi mảnh vụn, bổ tu ma ngục mệnh tinh, ta mới có khả năng đột phá. Diệp Thần cách làm ổn thỏa nhất, tự nhiên là đột phá đến thiên đế cảnh sau, lại lần nữa vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, nhưng trước mắt hắn không nhìn thấy cái gì đột phá hy vọng, thiên đạo áp chế thật lợi hại. Bây giờ Diệp Thần nội tức tu vi, cùng thiên đế cảnh nhị tầng thiên sơ giai tương đương, nhưng trên thân không có đế quang, không tính chân chính thiên đế. Đế quang, là thiên đế cảnh tiêu chí, nắm giữ đế quang cường giả, nhưng lui tránh hắc ám, đối kháng đủ loại xâm hại, đế quang bản thân cũng là một loại khí tràng, có thể trấn áp thiên đế cảnh trở xuống võ giả, như nghiền ép sâu kiến. Đối với Diệp Thần tới nói, đế quang vô cùng trọng yếu, có thể tăng lên trên diện rộng hắn năng lực phòng ngự. Huyết Long trầm giọng nói, ta thủ tại chỗ này mà nói, chỉ dựa vào một mình ta, chỉ sợ không phải hồn thiên đế, mà phi thiên địch thủ. Diệp Thần nói, không sao, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tới mạo phạm, coi như tới, người có thể ngăn cản mấy chiêu liền có thể. Ngô, ta lưu lại nữa một đạo thanh liên phân thân, cùng ngươi cùng một chỗ thủ hộ. Nói xong, Diệp Thần lại sử dụng chính mình một bộ thanh liên phân thân, cái này phân thân là dùng Nhậm Phi Phàm một tia huyết nhục chế tạo mà thành, sức mạnh cường hãn, đủ để ứng đối đủ loại bất chắc. Thanh liên phân thân như lão tăng nhập định, hiện lên ngồi xếp bằng tư thái, như pho tượng không nhúc nhích. Tại Diệp Thần không có bắn ra linh thức phía trước, cái này phân thân chỉ là một đạo trống không thể xác. Huyết Long nhìn thấy Diệp Thần phân thân, cảm thấy đại định, nói, tốt lắm, chủ nhân, có người phân thân tại, ta liền yên tâm nhiều. Diệp Thần ừ một tiếng, thương nghị cố định, hắn lại chém thiết sau nhánh cây, mang trong tay, sau đó dọc theo ma quỷ đằng, chậm rãi hướng xuống truy đi. Nhánh cây đầy rêu xanh cùng loang lổ vết tích, còn có một số đục động. Nhìn tuyệt không sạch sẽ, Diệp Thần chỉ hy vọng ánh sáng của bầu trời thần thủy có thể rửa sạch. Hắn treo ma quỷ đằng, chậm rãi truy đến phía dưới ánh sáng của bầu trời thần thủy phía trên, bàn chân khoảng cách ánh sáng của bầu trời thần thủy chỉ có một thước. Cái này trắng xóa như hệ ngân hà thật lớn vòng xoáy, nhìn tựa như là có thể thôn vệ hết thảy lỗ trắng, từng sợi quang vụ chậm rãi từ trong đó phun ra, ánh sáng mặt trời chiều tịch mỗi một lần chập trùng, đều bao phủ ra kinh người năng lượng kinh khủng. Diệp Thần còn không có chân chính tiến vào, đã có thể cảm nhận được ánh sáng của bầu trời thần thủy xung kích, từng sợi mênh mông vô biên, vượt qua thiên đạo vĩ lực bạch quang, như sóng chiều giống như không ngừng dội rửa đến trên người hắn, cả người hắn đều có một loại run rẩy cảm giác, sợ chính mình sẽ bị gạt bỏ, sẽ bị dội rửa thành trống không. May mắn, trên người hắn quấn quanh ma quỷ đằng, cái này ma quỷ đằng tràn ngập đậm đà vực sâu hắc ám ma khí, loại ma khí này đủ để đem người ăn mòn thành bạch cốt. Nhưng ở lúc này, nhưng cũng trở thành Diệp Thần đối kháng ánh sáng của bầu trời rội rửa mấu chốt. Mượn ma quỷ đằng thủ hộ, Diệp Thần lần này, cũng không nhận được ánh sáng mặt trời ăn mòn, tinh thần còn duy trì thanh tỉnh trong vắt, các vị trí cơ thể cũng không có xuất hiện trống không triệu chứng. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần chính thức hạ xuống ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong, vừa tiến vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, hắn liền có loại cảm giác rơi vào vực sâu. Cái gọi là quang minh, bất quá là một cái khác vực sâu. Dưới chân giẫm không đến thực địa, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bầu trời, Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trắng xóa sương mù thâm trầm đến tình cảnh ngưng kết thành thủy, hắn tại trong sương mù, cũng tại trong nước, đi về phía trước tiến, như lội nước mà đi, đi lại duy gian.
Diệp Thần giơ lên sáng thế chi thụ nhánh cây, chỉ thấy ánh sáng của bầu trời rọi rửa phía dưới, trên nhánh cây này rêu xanh cùng pha tạp, cấp tốc bị cọ rửa sạch sẽ, ngay cả phía trên đục động đều được chữa trị, ánh sáng của bầu trời phảng phất mang theo vô thượng ân trạch vĩ lực, có thể xua tan hết thảy hắc ám, trị liệu hết thảy tổn thương. Thực sự là kỳ diệu a, đây chính là ánh sáng của bầu trời thần thủy sức mạnh sao? Diệp Thần con mắt híp lại, hơi có chút tán thưởng, trong lòng đản sinh ra một cái ý niệm. Thánh quang tại thượng, vạn vật mộc dục thánh quang, có thể được đến cứu rỗi, cực lạc vĩnh hằng, bất tử bất diệt, không tăng bất cấu. Hắn đạo tâm hơi có dao động, muốn quy y thánh quang, trở thành quang tín đồ. Lắc đầu, Diệp Thần mới một lần nữa củng cố đạo tâm, không có bị thánh quang dung chuyển. Liền dùng cái này thánh quang, tới hòa giải trong cơ thể ta hắc huyên độc tuyền a. Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy, lúc này khoanh chân ngồi xuống, hơi hơi hít một hơi. Hắn chỉ là thoáng hít thở một chút, chung quanh ánh sáng của bầu trời thần thủy năng lượng, vô tận thánh quang, từng sợi xương trắng, liền điên cuồng hướng hắn vào tới. Diệp Thần chấn định tâm thần, thôn nạp thánh quang, điều vào trong đan điền, thi triển hỗ tự quyết, hòa giải thể nội hắc huyên độc tuyền. Cái này hắc huyên độc tuyền, là ác mộng lão tổ cho hắn uống xong, so mục nát ngàn năm thi thủy còn muốn hôi thối, ẩn chứa cực kỳ khủng bố vực sâu khí tức. Diệp Thần vẫn luôn không dám luyện hóa, một cái là sợ chính mình tu vi không đủ, không nắm được hắc huyên độc tuyền năng lượng, thứ hai là lo nghĩ ác mộng lão tổ bỏ thuốc, giấc mộng kia thần quy tâm tán, trước mắt hắn có thể chống lại không được. Bất quá, thân vào ánh sáng của bầu trời thần thủy, chung quanh có vô cùng thánh quang năng lượng có thể lấy dùng, Diệp Thần sẽ không khách khí, trực tiếp thôn phệ thánh quang, hòa giải hắc huyên độc tuyền. Hỗ tự quyết dưới sự vận chuyển, sau lưng Diệp Thần, xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, một cái màu vàng cán cân nghiêng đồ án xuất hiện, đó là hỗ tự quyết đồ đằng khí tượng. Cán cân nghiêng một mặt, là một đoàn hắc hỏa, đại biểu cho hắc huyên độc tuyền năng lượng. Một chỗ khác, là một đoàn bạch diễm, đại biểu cho ánh sáng của bầu trời thần thủy thánh quang chi lực. Diệp Thần thôn phệ thánh quang, trong đan điền, thánh quang cùng hắc huyên độc tuyền vực sâu hắc khí, chính diện liệt va đập vào. Hắn ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển giống như làm ầm ĩ, cơ hồ muốn nôn mửa, cưỡng ép nhẫn nại. Phía sau hắn cán cân nghiêng đồ đằng, cũng xuất hiện kịch liệt biến động, nhất thời hướng hắc hỏa ưu tiên, nhất thời hướng bạch diễm ưu tiên. Tại một hồi kịch liệt biến động sau, cán cân nghiêng hai đầu, cuối cùng đạt tới cân đối, hắc hỏa cùng bạch diễm, trọng lượng trở trọng. Thành công! Hỗ tự quyết quả nhiên hữu hiệu. Diệp Thần nội tâm đại hỉ, chỉ thấy trong đan điền, thánh quang năng lượng cùng vực sâu năng lượng, lẫn nhau va chạm kịch liệt đấu tranh đi qua, tại hắn hỗ tự quyết điều hòa lại, cuối cùng đã đạt thành vi diệu cân đối. Một đen một trắng hai đoàn năng lượng, tại trong cơ thể của Diệp Thần lưu chuyển, rất nhanh liền tạo thành một cái thái cực đồ đằng, âm dương tuần hoàn sinh sôi không ngừng, thậm chí cho hắn vô cùng vô tận cảm giác. Cái này thái cực đồ đằng, tựa như là chí cao đại đạo, năng lượng cực kỳ khủng bố, âm dương chậm rãi chuyển động ở giữa, từng sợi cường hoành như giống như hỗn độn khí tức không ngừng xông vào trong Diệp Thần toàn thân. Diệp Thần quanh thân kinh mạch, nhận được cỗ này thái cực âm dương chi lực bổ dưỡng, cấp tốc trở nên cường đại, tu vi của hắn nội tức, càng là ẩn ẩn có một tia tăng vọt. Hơn nữa, cái này tăng vọt, xa xa còn không có ngừng, chỉ cần trong đan điền thái cực đoàn năng lượng, tiếp tục phóng thích thánh quang cùng vực sâu linh khí, Diệp Thần có lẽ có thể đột phá. Nhưng, Diệp Thần không hiểu có chút rung động, tạm thời đình chỉ đột phá. Bởi vì trong cơ thể hắn thái cực đoàn năng lượng, âm cùng dương chi ở giữa linh khí cân bằng, kỳ thực là vô cùng vi diệu cùng yếu ớt, có chút biến động, liền có khả năng bị phá vỡ. Một khi âm dương hòa hợp phá vỡ, mặc kệ là ánh sáng của bầu trời thần thủy thánh quang, vẫn là hắc huyên độc tuyền ma khí, đều đủ để đem Diệp Thần nuốt hết. Không thể liều lĩnh, từ từ sẽ đến. Diệp Thần áp chế nội tâm kích động chi tình, trong cơ thể hắn thái cực đoàn năng lượng, ẩn chứa trong đó linh khí chi dồi dào, mênh mông vô tận, chí ít có thể chèo chống hắn tu luyện tới cảnh giới tiếp theo. Theo lý thuyết, tại hạ một người cảnh giới phía trước, Diệp Thần không cần lại tiêu phí tâm cơ đi tìm cơ duyên, chỉ dựa vào hấp thu trong đan điền thái cực đoàn năng lượng, hắn liền có thể nhận được đầy đủ tài nguyên tới đột phá. Thánh quang cùng vực sâu năng lượng, thực sự quá kinh khủng, Diệp Thần xem như thấy được loại này cả ngày chi đạo lợi hại. Bây giờ thực lực của ta vẫn là nửa bước thiên đế, nhưng trên khí tức đã có thiên đế cảnh nhị tầng thiên đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng vẫn là không có đế quang nở rộ, thiên đạo áp chế thật lợi hại. Diệp Thần nắm quyền một cái, khi lấy được thái cực đoàn năng lượng bổ dưỡng sau, hắn thực lực đã đại đại đột phá, nhưng vẫn như cũ không thấy có đế quang nở rộ. Thiên đạo đang áp chế hắn, nếu là hắn cưỡng ép điều động thái cực đoàn năng lượng khí tức, ngược lại là có thể xông phá thiên đạo,
nhưng âm dương xung kích, rất có thể mất khống chế. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trong cơ thể hắn thái cực đoàn năng lượng, âm dương cân đối vô cùng vi diệu, một khi cân bằng bị phá vỡ, với hắn mà nói, đó đúng là tai họa ngập đầu. Sự cân bằng này, ta dựa vào hỗ tự quyết, có thể duy trì, nhưng tựa như siếc đi dây đồng dạng, vẫn là hết sức nguy hiểm. Thái cực âm dương đạo thống, tại trong cơ thể ta, là ta bất diệt cội nguồn, cũng là một quả bom hẹn giờ a. Diệp Thần cảm thấy thoáng qua rất nhiều ý niệm, chậm rãi đứng dậy, sờ lên bụng của mình, cảm nhận được trong đan điền có một cỗ bất diệt cội nguồn, cái kia thái cực đoàn năng lượng, ẩn chứa trong đó năng lượng, quả thực là kinh khủng. Chung quanh thánh quang, còn tại dội rửa tới, Diệp Thần cũng không dám hấp thu nữa, chỉ sợ phá vỡ thể nội âm dương hòa hợp, hắn lập tức nín thở hơi thở, đóng lại toàn thân lỗ chân lông, tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới hòa giải âm dương, đã hao phí mất Diệp Thần một khắc đồng hồ thời gian, hắn tối đa chỉ có một canh giờ có thể dùng, nhất thiết phải dành thời gian. Thân eo quấn quanh lấy ma quỷ đằng, Diệp Thần không ngừng tiến lên phía dưới, ma quỷ đằng cũng đi theo kéo dài, loại này vực sâu tà vật, trên lý luận nói, chiều dài là không có điểm cuối, có thể kéo dài vô hạn, chỉ cần vực sâu bất diệt. Thật giống như Diệp Thần phía trước đụng tới hắc độc phong như thế, có thể vô hạn phân liệt, vực sâu có đủ loại quỷ bí, vượt qua người tưởng tượng pháp tắc. Tại ánh sáng của bầu trời thần thủy thánh quang rọi rửa phía dưới, ma quỷ đằng bên trên vực sâu khí tức đã xuất hiện yếu bớt dấu hiệu, nhiều nhất một cái canh giờ, đầu này dây leo liền sẽ bị rọi rửa thành trống không, bị triệt để tịnh hóa, mất đi tất cả kỳ hiệu. Diệp Thần gia tăng cước bộ tiến lên, hắn có thể tinh tường bắt được câu chi mảnh vụn khí tức. Thậm chí, trong mơ hồ, hắn cảm thấy Hồng Quân lão tổ khí tức, tựa hồ ngay tại câu chi mảnh vụn phụ cận. Thuộc về ta mảnh vụn, nhưng tuyệt đối đừng để cho Hồng Quân cướp đi. Cùng lúc đó, tinh không bị ngạn. Nhậm Phi Phàm ngồi xếp bằng, sợi tóc như tuyết, sau lưng huyết nguyệt cùng cự kình thời gian chi bàn tia sáng càng ngày càng thịnh. Nhưng cái này hiển nhiên đối với Nhậm Phi Phàm tới nói, là tổn thương cực lớn. Thậm chí, hắn giờ phút này hai con ngươi chảy xuống một nhóm huyết lệ. Nếu là căn cơ đầy đủ, cảnh giới của hắn hôm nay đương nhiên sẽ không phiền toái như vậy, nhất niệm liền đủ để nhìn thấu. Hắn đối kháng không phải quy tắc của nơi này, mà là chính mình. Không biết qua bao lâu, Nhậm Phi Phàm đối diện xương khô, lại ẩn ẩn có một tia nhục thân chi tượng, mặc dù vẫn là hư ảnh, khuôn mặt cũng không có hoàn toàn biểu hiện, nhưng Nhậm Phi Phàm có thể bắt được càng nhiều nhân quả. Nhậm Phi Phàm cặp kia huyết mâu thấy được một bức quỷ dị hình ảnh. Trên đỉnh núi, mây mù nhiễu, một vị thân mang hoa lệ đế phục nam nhân độc lập với giữa thiên địa. Ngực chẳng biết tại sao lại cắm một cái muôi đá. Muôi đá tia sáng lưu chuyển, lại tạo thành một cái luân hồi bàn, đang không ngừng thôn vệ nam nhân sinh cơ. Nam nhân tu vi cường đại, khuôn mặt lại vân đạm phong khinh, hắn đi tới một mảnh thanh huyền trên bệ đá, ngồi xếp bằng, lẳng lặng, dường như đang chờ đợi người nào. Tuế nguyệt im lặng, cổ mộc chọc trời, chỉ có hắn cô độc mà ngồi xuống, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, mưu toàn chữa trị thương thế, nhưng muôi đá thôn vệ vượt xa hấp thu của hắn. Nếu là võ giả tầm thường, chỉ sợ một hơi đều không thể tiếp nhận. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xôi, phảng phất xuyên qua thời gian trường hà, nhìn hết thế gian phồn hoa cùng tịch mịch. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh đạp ngàn vạn phi kiếm mà đến. Nếu là võ giả tầm thường, ngự kiếm cũng là bình thường, nhưng kiếm này hải chi thế, đủ để biểu hiện thân phận của người này cùng kiếm đạo cực kỳ khủng bố. Thân ảnh kia từ kiếm hải phía trên chậm rãi rơi xuống, nhìn xem có chút tiểu tụy cắm thi dao găm nam nhân, thở dài một hơi, ngươi hà tất phải như vậy, luân hồi chi đạo, một người khác hoàn toàn, ngươi mạch này, đối với luân hồi chi đạo quá để ý, thậm chí điên cuồng như quang. Cắm muôi đá người mở mắt ra, liếc mắt nhìn người tới, thản nhiên nói, thiên tổ nói tương lai luân hồi chi chủ một người khác hoàn toàn, ta không tin, vì sao ta mạch này không thể vì luân hồi chi chủ. Ta sinh tại luân hồi chi hải, tu luyện luân hồi chi đạo, vì cái gì không chọn ta vì luân hồi chi chủ, bàn cờ này, thật muốn giao đến một tên tiểu tử trên tay. Nếu ta không đủ tư cách, con ta đời đời con cháu chẳng lẽ không đúng quy cách. Thân ảnh kia đưa tay ra, muốn rút ra muôi đá, ngươi không cần thiết như thế, ta sẽ giúp ngươi ngồi trên cái kia luân hồi vương tọa. Khi đó, trụ thần đều chỉ có thể trở thành ngươi bàn đạp. Đến nỗi tiểu tử kia, chỉ cần hắn dám bước vào tinh không bỉ ngạn, ta liền một vạn loại biện pháp, để cho hắn luân hồi táng diệt. Đến lúc đó luân hồi quyền hành lại sẽ lưu lạc thế gian, ngươi vẫn là có cơ hội. Nhưng mà, khi tay của hắn chạm đến cái kia muôi đá trong nháy mắt, tiểu tụy nam nhân lại lớn vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình đem nam tử đẩy ra. Liền để ta táng sinh tại đây,
để ta tới hóa giải phần kia nhân quả, như vậy ta đời đời con cháu mới có thể hoàn thành giấc mộng của ta. Đột nhiên, tiểu tụy nam tử ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, đó chính là bây giờ Nhậm Phi Phàm chỗ ngồi. Nhậm Phi Phàm trong nháy mắt cảm thấy một cỗ tử vong nguy cơ. Người này lại vượt qua thời gian trường hà, thấy được tương lai. Tiểu tụy nam tử cười lạnh, hạng người không biết gì, dám ngược dòng quay lại. Ân, gia hỏa này khí tức trên thân. Nếu đã tới, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh vỡ vụn. Đồng thời, cái kia xương khô lại động. Chẳng biết tại sao, trong tay hắn lại ngưng tụ ra một đạo như kiếm lại như mâu vũ khí. Vật này phảng phất nắm giữ vô thượng thần lực, mang theo cuồng bạo sát ý cùng ý chí. Trong chớp mắt, hắn tựa như một cỗ kinh lôi trực chỉ Nhậm Phi Phàm, Nhậm Phi Phàm biểu lộ khẽ biến, cái kia cự kình cùng huyết nguyệt chế tạo thời gian chi bàn tại chỗ vỡ vụn. Nhậm Phi Phàm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà vật kia không hề dừng lại một chút nào, mang theo cuồng bạo chi lực, ngưng kết chung quanh nguyên tố, tạo thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, đem Nhậm Phi Phàm bao khỏa trong đó. Nhậm Phi Phàm hai mắt nhìn chằm chằm vật này, dù cho bị thương, dù cho căn cơ hạn chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Thân hình trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường đại, đem vòng xoáy vỡ ra tới. Một đầu xanh thẳm phù văn lưu chuyển cự kình thủ hộ lấy Nhậm Phi Phàm. Thời gian trường hà một đầu kia xương khô nam tử lộ ra biểu tình khiếp sợ, rõ ràng không ngờ tới Nhậm Phi Phàm thực lực cùng chiến đấu phản ứng mạnh như thế. Đụng, kèm theo một tiếng vang thật lớn, khí tràng khuấy động, uy năng bốn phía. Vật này đâm xuyên qua Nhậm Phi Phàm thân thể, nhưng cũng may cũng không có đả thương được yếu hại. Nhậm Phi Phàm nhìn xem ngực chi huyết, lại nhìn về phía cái kia hóa thành bột xương khô, nhíu mày, xem ra Diệp Thần luân hồi chi đạo, còn có một vị ẩn tàng người cạnh tranh, có lẽ câu nói này không tuyệt đối, Diệp Thần nếu là bước vào tinh không bỉ ngạn, hắn hắc ám đối diện, có lẽ có vô số ánh mắt theo dõi hắn. Hơi không cẩn thận, đám người này liền sẽ triệt để táng diệt luân hồi, cướp đoạt quyền hành. Cũng nên đi tìm một chút Siva, có lẽ Siva biết được một chút. Bây giờ... Diệp Thần trong đầu xuất hiện lần nữa Nhậm Phi Phàm thụ thương không trọn vẹn hình ảnh. Hắn lắc đầu, mặc dù lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn gì, nhưng ngay sau đó cái này ánh sáng của bầu trời thần thủy là mấu chốt. Cầm tới câu chi mảnh vụn, tư cách của hắn liền có thêm một phần. Không nghĩ nhiều nữa, hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, rất mau tiến vào ánh sáng của bầu trời thần thủy chỗ sâu, ở đây tia sáng nồng đậm đến tình cảnh đong đưa người mở mắt không ra, Diệp Thần chỉ có thể híp mắt. Ánh sáng của bầu trời hạo đáng hội tụ, tạo hóa ra đủ loại vĩ đại kỳ tích, có từng tòa quang minh thánh đường, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, to lớn nguy nga thần điện một mực kéo dài đến không gian phần cuối, ca ngợi quang minh sử thi âm thanh, tiếng ngâm sướng, không biết từ chỗ nào truyền đến, gột rửa tâm trần. Diệp Thần bước vào mảnh này thánh đường cùng thần điện quang minh thế giới, tại những cái kia to lớn cao lớn điện đường trước mặt, thân hình hắn bị tôn lên tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Câu chi mảnh vụn, ở đây. Diệp Thần nhìn xem phương xa một tòa thánh đường, có thể bắt được câu chi mảnh vụn khí tức, liền tại bên trong. Cái kia thánh đường bên trong, mơ hồ tựa hồ còn có một đạo bóng người, tựa hồ chính là Hồng Quân lão tổ. Thấy thế, Diệp Thần trái tim căng thẳng, lập tức bước nhanh tiến lên. Dừng lại. Khi Diệp Thần tiến nhập thánh đường phía trước phương quảng trường, lại nghe được một đạo trầm hậu trang nghiêm lại thanh âm uy nghiêm. Diệp Thần khẽ giật mình, theo tiếng nhìn lại, thanh âm này dường như là từ quảng trường cái khác một tòa pho tượng bên trên phát ra. Quảng trường bốn phía, đứng sừng sững lấy từng tòa nguy nga chiến sĩ pho tượng, tựa như là thủ hộ giả. Người trẻ tuổi, ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới. Một tòa pho tượng rung động ầm ầm, thế mà sống lại, con mắt chuyển động một chút, cư cao lâm hạ quan sát Diệp Thần. Ngươi là ai? Diệp Thần lập tức cảm thấy một cỗ nguy hiểm to lớn cùng uy hiếp, lúc này tế ra thiên tội cổ kiếm, nắm chặt trong tay. Nhìn xem tòa kia sống lại chiến sĩ pho tượng. Trên người ngươi có lăng xương tiên tử khí tức, ngươi là luân hồi chi chủ. Pho tượng kia đánh giá Diệp Thần, lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Diệp Thần nặng nhiên không đáp, chỉ là cảnh giác nhìn đối phương. Pho tượng nói, ta là 12 tòa thánh quang thủ hộ giả một trong, không cần quá câu nệ, thánh quang tại thượng, quang bao dung hết thảy, chúng ta đối với ngươi cũng không có địch ý. Lăng xương tiên tử là thánh quang tinh linh, nàng không chịu lại tứ phụng quang. Bảo là muốn tự do, lựa chọn ra trốn, quang sẽ không trách cứ nàng, quang bao dung hết thảy, người bây giờ trở về, gọi nàng không cần quá lo lắng, không có ai sẽ thương tổn nàng. Chỉ là, nàng tốt nhất đừng trở lại nữa, thánh quang chiếu rọi, hết thảy dị đoan tư tưởng đều sẽ bị chôn vùi, quang bao dung hết thảy, cũng biết đồng hóa hết thảy, con đường của chúng ta là tối quang minh vĩ đại nhất lộ,
cũng là con đường duy nhất cứu rỗi. Diệp thần nghe pho tượng âm thanh, ôn hòa mà từ bi, như xuân phong hóa vũ, dương quang hòa thuận vui vẻ, nghe vào trong tai, đáy lòng không nói ra được thoải mái hưởng thụ, hết thảy đề phòng đều thư giãn, hắn thậm chí nghĩ thả xuống tất cả, liền như vậy cùng quang cùng minh, biến thành quang, dung nhập vào cái này quang minh thế giới bên trong. Bên hông ma quỷ đằng thật chặt quấn quanh, này mới khiến Diệp thần thanh tỉnh một chút. Trong lòng của hắn run lên, lưng xảy ra chút mồ hôi lạnh, nếu là đã biến thành quang, cái kia đem đánh mất ý thức của mình, cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau. Ta còn không thể trở về, ta có cái gì rơi vào các ngươi ở đây. Diệp thần nói, ánh mắt nhìn về phía quảng trường cuối tòa kia thánh đường, câu chim mảnh vụn tại trong thánh đường bên trong còn có một đạo như pho tượng đứng nghiêm thân ảnh, dường như là Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ sống hay chết, Diệp thần không quan tâm, hắn chỉ muốn cầm lại câu chi mảnh vụn. Thánh quang thủ hộ giả ánh mắt trầm hậu như núi, ngắm nhìn Diệp thần, nói, xin lỗi, ngươi không có vì quang hy sinh hết thảy giác ngộ, ta không thể lại để cho ngươi đi tới, đây là quang thánh đường, không cho phép dị đoan bước vào. Diệp thần nói, hy sinh hết thảy. Thánh quang thủ hộ giả nói, đúng vậy, thế giới hắc ám như vực sâu, thủ hộ quang minh, thực tiễn quang minh. Muốn thiết lập một cái vĩnh hằng quang minh vĩ đại thế giới, thì nhất định phải có hy sinh hết thảy, kính dâng hết thảy quyết tâm. Luân hồi chi chủ, người có trở thành quang chi tử tiềm chất, nhưng người cũng không có loại quyết tâm này, người tư tâm quá nặng, chỉ có thượng thừa tiềm chất, lại chỉ có thể biến thành một cái vì tư lợi tiểu nhân. Nói thật, ta có chút thất vọng. Diệp thần nghe thánh quang thủ hộ giả chỉ trích, đầu tiên là khẽ giật mình, mà là bật cười nói. Các hạ vừa thấy mặt đã cho ta chụp một đống lớn mũ. Có phải hay không có chút không thích hợp? Ta là ích kỷ tiểu nhân vẫn là quân tử, tựa hồ cũng luận không đến ngươi tới xem xét. Thánh quang thủ hộ giả lắc lắc đầu nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, tóm lại, ngươi tư tâm quá nặng, uổng phí quang chi tử tiềm chất, ngươi đi đi, quang minh thánh đường không chào đón ngươi. Diệp thần ánh mắt phát lạnh, thoáng chốc cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đây là ánh sáng của bầu trời thần thủy chỗ sâu nhất chỗ, có động thiên khác, quang minh thánh đường sừng sững ở này. Còn có 12 tòa thánh quang thủ hộ giả chấn thủ lấy. Bây giờ thức tỉnh thủ hộ giả pho tượng, chỉ có một tòa, nhưng đã để Diệp thần cảm thấy vô cùng uy hiếp. Cái này thánh quang thủ hộ giả sức mạnh, tựa hồ không nhận thiên đạo hạn chế, vượt xa khỏi không không lúc nào khoảng không hệ thống tu luyện phạm trù. Diệp thần hoàn toàn nhìn không thấu, nếu là xông vào ngạnh bính mà nói, hắn không có nắm chắc. Nhưng muốn hắn liền như vậy tay không trở về, hắn lại không cam tâm. Ta không thể vào thánh đường. Vì sao Hồng Quân có thể đi vào? Chẳng lẽ nói giữa ta cùng hắn thực lực cách xa, hay là các ngươi có một loại nào đó tư tâm? Diệp thần chỉ vào quảng trường cuối thánh đường, Hồng Quân lão tổ ngay tại trong đó. Thánh quang thủ hộ giả quay đầu nhìn một cái, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, nói. Bởi vì, Hồng Quân đạo hữu có vô thượng quyết tâm, hắn nguyện ý vì quang cung phụng hết thảy, nguyện ý trở thành quang chi tử, cũng tức là quang vật chứa. Bất quá, hắn tiềm chất không bằng ngươi. Còn chịu tải không được quang chi tử hoàn chỉnh quyền hành, cho nên hắn còn cần một điểm lịch luyện. Thánh quang tại thượng, hắn đang hấp thu câu chi mảnh vụn linh khí, chờ hắn luyện hóa câu chi mảnh vụn, hoặc liền có đầy đủ lực lượng, đi chịu tải quang chi tử quyền hành. Mà ngươi, luân hồi chi chủ, ngươi không có hy sinh hết thảy quyết tâm, ngươi đối quang ôm lấy địch ý, nhưng quang cũng không muốn tổn thương ngươi, chỉ là quang uy năng quá mức mênh mông, ngươi không thể tiếp tục tiến lên, bằng không nhất định đem gặp quang đồng hóa. Mà thánh quang không muốn thương tổn bất luận kẻ nào. Quang bao dung hết thảy. Thánh quang thủ hộ giả một phen, Diệp thần nghe vào trong tai, trong lòng lập tức đại chấn. Thì ra, Hồng Quân lão tổ đang tại luyện hóa câu chi mảnh vụn, chờ hắn luyện hóa thành công, hắn liền có đầy đủ sức mạnh nội tình, đi chịu tải quang chi tử quyền hành. Hắn thật là có cơ hội biến thành quang chi tử. Bất quá, chàng biến hóa này, cùng bị đoạt xá không sai biệt lắm. Đến lúc đó, Hồng Quân lão tổ hết thảy bản thân ý thức đều sẽ bị quang bao phủ, hắn sẽ trở thành quang vật chứa, quang chiếm giữ thân thể của hắn, nắm giữ hình người, trong truyền thuyết quang chi tử liền có thể sinh ra. Mà thánh quang thủ hộ giả, không muốn Diệp thần tiến vào quang minh thánh đường, đạo lý cũng rất đơn giản, thuần túy là không muốn thương tổn Diệp thần, chỉ là chính nghĩa cùng thân mật, xuân phong hóa vũ, dương quang hòa thuận vui vẻ, ân trạch vạn vật. Cái kia câu chi mảnh vụn, là ta đồ vật. Ngươi không thể cho Hồng Quân luyện hóa. Thánh quang thủ hộ giả. Người đem câu chi mảnh vụn trả cho ta lập tức liền rời đi. Diệp thần nhìn xem thánh quang thủ hộ giả, trịnh trọng nói. Thánh quang thủ hộ giả lắc lắc đầu nói, lời ấy sai rồi, luân hồi chi chủ,
chỉ là hết thảy đầu nguồn, dựng dục vạn vật, liền 72 trụ thần, cũng là từ trong quang ý chí sinh ra. Ngươi mong muốn mảnh vụn, từ trên bản chất nói, cũng là quang tạo vật, là quang ban ân, cũng không phải ngươi sở hữu tư nhân chi vật. Nghe vậy, Diệp Thần sầm mặt lại, trong lúc nhất thời, còn muốn không ra cãi lại ngôn từ. Thánh quang thủ hộ giả lại nói, ngươi trở về đi, quang chúc phúc ngươi, ngươi chỉ cần chịu ngoan ngoãn trở về, thánh quang sẽ chúc phúc ngươi, ngươi sẽ đột phá thiên đạo hạn chế, chân chính chứng đạo trở thành thiên đế. Lần này, thánh quang thủ hộ giả là vừa đấm vừa xoa, hắn như một ngọn núi, sừng sững ở trước mặt Diệp Thần, ngăn cản Diệp Thần đi tới, cũng như một đạo gió xuân, khuyên nhủ Diệp Thần rời đi. Chỉ cần Diệp Thần rời đi, liền có thể nhận được chúc phúc, chứng đạo thiên đế. Diệp Thần không nói gì, chẳng lẽ, cứ như vậy tay không mà quay về sao? Chậm đã. Ngay lúc này, một đạo tang thương u sầu âm thanh, từ tiền phương trong thánh đường truyền ra. Chỉ thấy một thân ảnh, từ thánh đường bên trong đi ra, đó là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, chính là Hồng Quân lão tổ. Hắn một bước một hoa sen, chậm rãi hướng Diệp Thần đi tới, sau lưng lơ lửng một khối mảnh vụn. Mảnh vụn phóng ra ngập trời thuần trắng hào quang, diễn biến thành thiên quốc thần điện bộ dáng. Hùng vĩ thần điện đồ đằng, liền lơ lửng tại Hồng Quân lão tổ đằng sau, sử thi bài hát ca tụng âm thanh không ngừng chảy mà ra, hùng vĩ mà chấn nhiếp nhân tâm. Mà Hồng Quân lão tổ trong mắt, càng là tựa như có vô tận nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, khí thế bàng bạc tới cực điểm. Nhìn hắn khí tức, tu vi đã không còn là siêu phẩm thiên đế, nhưng cũng còn chưa tới tình cảnh đạo quân, là nửa bước đạo quân. Hồng Quân. Không, ngươi không phải Hồng Quân. Diệp Thần nhìn thấy Hồng Quân lão tổ đi tới, chấn động trong lòng. Nhưng cẩn thận quan sát, hắn phát hiện cái này Hồng Quân lão tổ, cũng không có ngày xưa loại kia muốn diệt giết chính mình, đem chính mình coi là u ác tính lệ khí, toàn thân tản ra một cỗ tinh khiết thần thánh quang minh khí tức, thần thánh đến không giống người, không có người sống thất tình lục dục, giống như một bộ khôi lỗi, quang minh khôi lỗi. Hoặc, ta hẳn là phải gọi ngươi một tiếng quang chi tử sao? Diệp Thần nhìn chằm chằm Hồng Quân lão tổ, lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Hồng Quân lão tổ bản thân ý thức, cơ hồ là phai mờ rơi mất, hắn đem thân thể của mình, cung phụng cho quang, cam nguyện trở thành quang vật chứa, bị quang đoạt xá. Hắn đã không hắn, chỉ có quang chi tử. Trong truyền thuyết quang chi tử, bây giờ càng là sơ bộ sinh ra. Bất quá cái này vừa mới đản sinh quang chi tử, còn không cách nào siêu thoát Hồng Quân lão tổ nhục thân ràng buộc, còn không có đạt đến tia sáng vạn trượng vĩ đại cảnh giới. Diệp Thần bây giờ đối mặt, trong lòng liền có một cái cảm giác, cái này quang chi tử, cũng không phải là không thể đuổi kịp, nếu là chiến đấu, hắn cũng chưa chắc thất bại. Hồng Quân đạo hữu, thánh quang thủ hộ giả nhìn thấy Hồng Quân lão tổ đi tới, cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó trên dưới dò xét Hồng Quân lão tổ một mắt, ánh mắt của hắn trở nên chấn động nghiêm nghị, đạo. Không, quang chi tử đại nhân, người đã sinh ra sao? Hồng Quân lão tổ sờ lên trái tim của mình. Lộ ra nghi ngờ thần sắc, nói. Còn không có, cái này Hồng Quân lão tổ, hắn kỳ thực còn có một chút tư tâm, vẫn còn có chút tham sống sợ chết, hắn muốn mượn dùng thánh quang sức mạnh, đi giết chết luân hồi chi chủ, nhưng mình nhưng lại không muốn hoàn toàn phai mờ, hắn còn có ý thức tồn tại. Thánh quang thủ hộ giả nói, đó cũng không phải là lỗi của hắn, vạn vật đều là khát vọng sinh, sợ hãi cái chết, tử vong là lớn nhất vực sâu. Hồng Quân lão tổ gật đầu nói, ta biết, chỉ là điểm ấy lưu lại ý thức. Tham sống sợ chết kháng cự, để cho ta cũng rất không thoải mái. Thánh quang thủ hộ giả nói, quang đồng hóa hết thảy, đại nhân, ngươi có thể dội rửa ý chí của hắn, nghĩ đến Hồng Quân đạo hữu bản thân, cũng không kháng cự, chỉ là tiềm thức bản năng đối kháng thôi, hắn bản thân lại là nguyện ý cung phụng. Hồng Quân lão tổ nhưng lại lắc đầu nói, dội rửa không xong, trái tim của hắn, có một tia đặc thù quỷ dị nguyên chất, là ác mộng nước suối, loại này vực sâu độc thủy, cực kỳ hắc ám. Nghĩ không ra hắn thế mà uống xong ác độc như vậy nước suối. Hắn còn sót lại ý thức, đã cùng ác mộng nước suối dung hợp, ta dội rửa không xong. Ta cần lực lượng cường đại hơn. Nói đến đây, Hồng Quân lão tổ ánh mắt, rơi xuống trên thân Diệp Thần, hiện ra một vòng nóng rực thần sắc, đạo. Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi không phải là muốn câu chi mảnh vụn sao, đi lên phía trước, đánh bại ta. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Câu chi mảnh vụn chính là của ngươi, thậm chí, huyết nhục của ta, cũng là ngươi. Nhưng, nếu như ngươi thua, huyết nhục của ngươi, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta, ta vừa mới sinh ra, sức mạnh thực sự quá yếu ớt, ta cần sức mạnh. Nghe vậy, Diệp Thần lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trước mắt Hồng Quân lão tổ,
đã không phải là Hồng Quân lão tổ, mà là trở thành quang vật chứa, bị quang đoạt xác. Quang ký sinh tại Hồng Quân lão tổ trên thân, quang chi tử sơ bộ sinh ra. Cái này tân sinh quang chi tử, thực lực không coi là nhiều mạnh, bởi vì Hồng Quân lão tổ nhục thân, tu vi có hạn, không có khả năng chịu tải tất cả thánh quang năng lượng, ánh sáng của bầu trời mênh mông như 3000 biển cả, Hồng Quân lão tổ chỉ có thể chịu tải một bầu uống. Nhưng, cho dù chỉ là một bầu uống, trước mắt Hồng Quân lão tổ cũng nắm giữ nửa bước đạo quân thực lực, lại dựa vào ánh sáng của bầu trời thần thủy cùng quang minh thánh đường hoàn cảnh, lực lượng của hắn tự nhiên cũng là thập phần cường đại, tuyệt không cho phép khinh thường. Muốn cùng ta đánh sao? Nửa bước đạo quân, thực lực này. Diệp Thần cẩn thận thẩm lượng lấy Hồng Quân lão tổ, đối mặt một cái nửa bước đạo quân, hắn toàn lực bộc phát mà nói, mượn nhờ huyết long cùng luân hồi mộ địa mấy người át chủ bài, đích xác có cơ hội chiến thắng, nhưng tất nhiên sẽ có một chút đền bù. Hắn những ngày qua cơ duyên cũng cần chiến đấu để tiêu hóa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng cũng có chút dục dịch. Đúng vậy, tiến lên đây, đánh bại ta. Hồng Quân lão tổ ngắm nhìn Diệp Thần, đôi mắt như thanh thủy tinh khiết, chỉ cần ngươi đánh bại ta, không chỉ câu chi mảnh vụn là ngươi, huyết nhục của ta, cũng là ngươi. Diệp Thần cân nhắc một phen, nhếch nhếch miệng cười nói, ta chỉ cần câu chi mảnh vụn, huyết nhục của ngươi, ta cũng không muốn rồi. Hồng Quân lão tổ huyết nhục đã bị quang sống nhờ, Diệp Thần nếu là thôn phệ, chính mình cũng có thể là bị quang phản phệ, hắn cũng không muốn trở thành quang vật chứa. Động thủ đi, tân sinh ta đây, cũng cần một trận chiến đấu, tới cảm thụ thực lực của mình, cảm thụ thế giới này. Hồng Quân lão tổ giang hai cánh tay, sau lưng quang minh thần điện đồ đằng, bắn ra càng hùng vĩ hơn sử thi bài hát ca tụng âm thanh. Thánh quang thủ hộ giả muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, đại nhân, ngươi phải cẩn thận, tân sinh ngươi chưa chắc là luân hồi chi chủ địch thủ. Hồng Quân lão tổ mỉm cười nói, không sao, chiến đấu có thắng bại, nhưng ta sẽ không thua. Diệp Thần lông mày nhíu một cái, đối mặt nửa bước đạo quân cảnh giới Hồng Quân lão tổ, cũng tức là tân sinh quang chi tử, hắn thật là có chiến thắng cơ hội. Đắc tội. Đã như vậy, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp ra tay, bàn chân hung hăng tại mặt đất giẫm một cái, thân hình bắn mạnh mà ra, quấn quanh ở hắn thân eo ma quỷ đằng, ma khí phân hóa. Xoát 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 biến hóa ra mấy chục đầu dây leo, mỗi một đầu dây leo đều mang sắc bén hắc ám gai độc, mãnh liệt hướng Hồng Quân lão tổ tập sát mà đi. Hồng Quân lão tổ toàn thân cũng là thánh quang, muốn áp chế hắn, nhất thiết phải trước tiên lấy hắc ám thủ đoạn, áp chế hắn quang minh. Đến hay lắm! Hồng Quân lão tổ nhìn thấy mấy chục đầu ma quỷ đằng phóng tới, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, tân sinh hắn, đối nhân sinh trận chiến đấu thứ nhất, hứng thú cực cao. Bàn tay lập tức đẩy, một cỗ thánh quang năng lượng phóng xạ mà ra. Diệp Thần bắn tới mấy chục đầu ma quỷ đằng, lại tại chỗ bị dừng lại, ngưng trệ giữa không trung, không thể động đậy. Câu chi mảnh vụn định thân pháp thì. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, một chút liền nhận ra, đây là câu chi mảnh vụn ẩn chứa định thân pháp thì, Hồng Quân lão tổ đã có thể nắm trong tay. Rõ ràng, Hồng Quân lão tổ dung hợp câu chi mảnh vụn, đã nắm giữ câu chi mảnh vụn bộ phận pháp tắc sức mạnh. Cái kia câu chi mảnh vụn, liền lơ lửng tại Hồng Quân lão tổ sau lưng, mạnh mẽ phun ra thánh quang, hóa thành thiên quốc thần điện đồ đằng. Từ câu chi mảnh vụn bên trên, Diệp Thần đã bắt giữ không đến địa ngục khí thức, địa ngục ma khí sớm bị ánh sáng của bầu trời dội rửa tịnh hóa hầu như không còn, nhưng câu chi mảnh vụn bản nguyên ẩn chứa định thân pháp thì, lại là bất diệt tồn tại, thậm chí ra chỉ quang minh sức mạnh sau, định thân pháp thì sức mạnh mãnh liệt hơn. Diệp Thần cảm thấy từng cỗ thánh quang uy áp, dọc theo ma quỷ đằng truyền tới. Muốn đem thân hình hắn đều chắc chắn cách. Một khi hắn bị định thân, vậy thì nguy hiểm, Hồng Quân lão tổ một chiêu liền có thể giết chết hắn. Ma ngục mệnh tinh, mở. Cảm thấy được nguy hiểm Diệp Thần, lập tức mở ra ma ngục mệnh tinh, một khỏa cực lớn hắc ám, lượn lờ vô tận máu tanh tinh thần, tại chỗ từ trên đỉnh đầu hắn dâng lên, tản mát ra vô tận địa ngục khí tức. Đó chính là ma ngục mệnh tinh, bốn khối mảnh vụn đã bổ toàn ba khối, còn kém câu chi mảnh vụn chưa quay về. Trong lúc trạng thái dưới ma ngục mệnh tinh, cũng nắm giữ lực lượng cường đại, địa ngục ma uy không ngừng tỏa ra, vì Diệp Thần phủ thêm một tầng địa ngục pháp bào, tiến thêm một bước đối kháng ánh sáng của bầu trời thần thủy dội rửa, cũng hoàn toàn miễn dịch Hồng Quân lão tổ định thân thủ đoạn. Hồng Quân lão tổ định thân thủ đoạn, nguồn gốc từ câu chi mảnh vụn, mà câu chi mảnh vụn pháp tắc, là ma ngục mệnh tinh pháp tắc một bộ phận. Diệp Thần gọi ra ma ngục mệnh tinh sau, tựa như địa ngục chúa tể, tự nhiên miễn dịch câu chi mảnh vụn tổn thương. Hảo thủ đoạn. Hồng Quân lão tổ khen một tiếng, gặp định thân thuật pháp dĩ vô pháp xâm hại Diệp Thần địa ngục sát khí, nhưng phải cuốn ngược tới, hắn lúc này người nhẹ nhàng lui lại.
câu chi mảnh vụn, trở về a. Diệp Thần đột nhiên phát ra mãnh liệt ngâm sướng, muốn triệu hoán câu chi mảnh vụn quay về. Nếu là câu chi mảnh vụn quay về, trận chiến đấu này lập tức kết thúc. Ong ong, Hồng Quân lão tổ sau lưng, câu chi mảnh vụn mãnh liệt ông minh, tựa hồ muốn thoát thể bay ra. Thấy thế, Hồng Quân lão tổ bấm cái quyết, một cỗ thánh quang bao lại câu chi mảnh vụn, cũng đè xuống Diệp Thần triệu hoán. Mảnh vụn này, đã trở thành thân thể ta huyết nhục một bộ phận, cũng không thể cho ngươi. Hồng Quân lão tổ nở nụ cười, bóp chỉ ngay ngực, lại nghiêm nghị ngâm sướng nói. Ta có thể cho ngươi, chỉ có phi kiếm sát phạt. Huy hoàng thánh quang, tôn ta sắc mệnh, thánh kiếm lớn phi lưu. Chỉ thấy Hồng Quân lão tổ bốn phía, vô cùng vô tận thánh quang, lại như sóng biển dâng dâng lên, hội tụ thành từng thanh thuần trắng hoàn mỹ phi kiếm, vô tận phi kiếm lơ lửng trên không, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Suy suy suy, tại vô tận phi kiếm tạo thành sau, Hồng Quân lão tổ kiếm chỉ đưa ra, ngàn ngàn vạn vạn thanh phi kiếm, chính là hướng về Diệp Thần bạo sát mà đi. Từng thanh phi kiếm phá toái hư không, phát ra cực kỳ sắc bén gào thét âm bạo thanh. Diệp Thần nhìn thấy cái này vạn kiếm lâm không, như thác nước thiên lưu giống như chút xuống cảnh tượng, cũng là chấn động, làn ra một hồi đau nhức, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền bị vô tận phi kiếm xuyên thấu thành cái sàng. Hồng Quân lão tổ ngự kiếm thủ pháp cũng không thành thạo, ngàn vạn phi kiếm hơi có chút lộn xộn, tân sinh hắn, kinh nghiệm chiến đấu tựa hồ còn 10 phần khiếm khuyết. Nhưng, cái này vô tận phi kiếm tóe ra quang, ngập trời thánh quang, mênh mông thánh uy, sắc bén kiếm khí, lại thêm Hồng Quân lão tổ bản thân nửa bước đạo quân thực lực, lại là đủ để phải chết tồn tại. Lấy Diệp Thần bây giờ tu vi, đối mặt bình thường nửa bước đạo quân, có lẽ có thể chiến thắng, nhưng đối mặt lưng tựa ánh sáng của bầu trời, nắm giữ vô hạn tiềm năng Hồng Quân lão tổ, hắn lại rất cảm thấy áp lực. Mắt thấy ngàn vạn thánh quang phi kiếm bắn tới, Diệp Thần cũng không dám sơ suất. Táng hư luân hồi bàn, mở. Luân hồi mộ táng công vận chuyển, Diệp Thần hai tay bão nguyên, lập tức trước người bày ra một cái hùng vĩ luân hồi bàn, phía trên tản mát ra đại táng diệt khí tức, có đem vạn vật hóa hư, hết thảy đều nghiền nát thành hư vô uy thế. Phốc phốc phốc, từng thanh thánh quang phi kiếm, bắn tới Diệp Thần trước người luân hồi bàn phía trên, tựa như bắn vào trong nước, phát ra phốc phốc âm thanh, sau đó phi kiếm bại nát, lại hóa thành nguyên thủy tia sáng chợt tản ra đi. Diệp Thần cái này táng hư luân hồi bàn, liền mang theo đem vạn vật hóa hư, lại một thể táng diệt uy năng, Hồng Quân lão tổ bắn tới thánh quang phi kiếm, mang theo vô thượng quang chi đạo, Diệp Thần mặc dù không thể táng diệt, nhưng đủ để đánh nát đạo pháp kết cấu, để cho không cách nào lại duy trì phi kiếm hình thái, triệt để bại nát. Hảo đạo pháp. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy Diệp Thần gọi ra ánh sáng của bầu trời luân hồi bàn, lại là một tiếng tán thưởng. Nhưng, hắn không chút kinh hoàng, đây là ánh sáng của bầu trời thần thủy thánh đường. Xung quanh nhộn nhạo vô cùng vô tận thần thánh quang huy. Xoát xoát xoát, Hồng Quân lão tổ lại niệm quyết, ngàn ngàn vạn vạn sợi thánh quang tiếp tục diễn hóa thành ngàn ngàn vạn vạn thanh phi kiếm, mang theo sắc bén tiếng xé gió, hung hăng hướng Diệp Thần bạo sát mà đi. Diệp Thần táng hư luân hồi bàn đã không cách nào ngăn trở nhiều như vậy phi kiếm, số lượng thực sự nhiều lắm, mỗi một sợi quang cũng là phi kiếm, từ bốn phương tám hướng bạo sát mà đến, vô cùng vô tận. Rất nhanh, liền có thật nhiều phi kiếm, trực tiếp ám sát tại trên thân Diệp Thần. Diệp Thần hộ thể cương khí vận chuyển, chống cự phi kiếm, phát ra đinh đinh âm thanh, nhưng từng thanh thánh quang phi kiếm, không ngừng ám sát chạm bổ phía dưới, hắn cũng có chút không chống chịu được. Không thiếu phi kiếm đột phá phòng ngự, chạm tại trên Diệp Thần da thịt, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ chạm cắt đau đớn, tinh thần đạo tâm lại là lay động một hồi. Những cái kia thánh quang phi kiếm, không chỉ mang theo lăng lệ phá sát phong mang, còn có ánh sáng mặt trời rội rửa, thánh quang xông vào thể, cơ thể của Diệp Thần cùng đại não, đều có bị hướng thành trống không nguy hiểm. Ác mộng chi đạo, thân ta hóa mộng. Cảm thấy được điểm này Diệp Thần, lập tức mở ra mộng yểm thuật pháp, cả người tiến vào trong mộng. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn, đã biến thành mộng ảo, cơ thể còn tại, nhưng đã trở thành một tia mộng ảo hư ảnh, hữu hình vô chất. Hiu hiu hiu, từng thanh phi kiếm bạo sát tới, trực tiếp tự xuyên thấu không khí đồng dạng. Từ cơ thể của Diệp Thần xuyên qua, lại không có thương tổn tới Diệp Thần một chút. Diệp Thần đã trở thành một tia mộng ảo hư ảnh, quả thực là vạn pháp bất xâm. Thân hóa ảo mộng, trực tiếp mộng hóa hư hóa, biến thành một đạo huyễn ảnh sao. Có chút ý tứ. Hồng Quân lão tổ nhìn thấy Diệp Thần thủ đoạn này, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn, trong lòng sống lại hứng thú. Dừng một chút, hắn thu hồi phi kiếm, đem ngàn vạn quang huy, đúc nóng thành một cái chùm sáng to lớn. Như là mặt trời chói chang lơ lửng, nói.
Bất quá, tà quang, lại có thể chiếu phá ảo mộng. Chỉ thấy cái kia ánh sáng của bầu trời liệt nhật, một tiếng xào sạc, nở rộ cực kỳ hừng hực ánh sáng lóa mắt huy, cuồn cuộn hướng Diệp Thần cháo giết xuống. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cảm thấy mình sâu trong linh hồn mộng ảo nguyên chất, lọt vào xung kích, hết thảy mộng cảnh đều phải phá toái. Hồng Quân lão tổ quang chi đạo, liền có chiếu phá hết thảy hư ảo đại đạo thần uy. Ma ngục mệnh tinh, cho ta ngăn trở. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, lập tức bày ra thần thông đối kháng, gọi đến ma ngục mệnh tinh, hóa ra hắc khí cuồn cuộn, che khuất bầu trời, lấy vô cương đêm tối, ngăn cản Hồng Quân lão tổ huy hoàng ánh sáng của bầu trời. Lập tức, Diệp Thần cùng Hồng Quân lão tổ liền lâm vào trong giằng co. Thánh quang thủ hộ giả ở bên quan chiến, lộ ra thần sắc kinh ngạc, trước mắt hắn một màn, mười phần hùng vĩ. Thiên địa bị phân chia hai nửa, Diệp Thần chỗ một nửa, là vô cương đêm tối, đen như mực ma khí tàn phá bừa bãi. Mà Hồng Quân lão tổ chỗ một nửa, nhưng là ánh sáng của bầu trời huy hoàng vô biên, thần thánh trắng loa ánh sáng của bầu trời không ngừng dâng lên dạo rực. Quang minh cùng hắc ám, âm dương cắt hôn hiểu, trong lúc nhất thời hai phần càn khôn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Luân hồi chi chủ, nhận thua đi, người đấu không lại quang chi tử đại nhân. Thánh quang thủ hộ giả lại lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, nhìn Hồng Quân lão tổ bộ dáng, tại chiến đấu sau đó, đối quang chi đạo vận dụng, càng thành thạo tinh chuẩn. Lúc này Hồng Quân lão tổ quanh thân, huy hoàng ánh sáng của bầu trời hừng hực, chung quanh ánh sáng của bầu trời thần thủy năng lượng, cũng tại không ngừng gào thét vào tới. Tại kéo dài như vậy nữa, Diệp Thần bên này đêm tối, tuyệt đối phải bị dìm ngập, không có khả năng ngăn cản được. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Thần có lẽ có thể đánh bại Hồng Quân lão tổ, nhưng ở đây, Hồng Quân lão tổ dựa vào lấy ánh sáng của bầu trời thần thủy địa lợi chi tiện, có vô cùng thánh quang chúc phúc trợ lực, nguồn năng lượng vô cùng vô tận, lại là vững vàng đứng ở thế bất bại. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, hắn vô cùng rõ ràng, lại rằng con nữa như vậy, chính mình ma ngục mệnh tinh đêm tối, tuyệt đối không cách nào lại chống lại Hồng Quân lão tổ ánh sáng của bầu trời. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần phúc trí tâm linh, đủ loại diệu pháp ở trong lòng lướt qua, đột nhiên ngâm sướng nói. Luân hồi mộ táng công, u minh dẫn đường thông. Tỉnh mộng thiên cổ trôi qua, hồn về cửu u bên trong. Mộ khai sinh chết giới, luân chuyển càn khôn khoảng không. Táng tận phù hoa mộng, công thành vạn hồn cùng. Ong ong ong, kèm theo Diệp Thần ngâm sướng, phía sau hắn, lần nữa hiện ra một đạo cực lớn luân hồi bàn, răng rắc chuyển động, thiên tổ đồ đằng lạc ấn bên trên, một chút xíu xâm nghiêm, kinh khủng táng diệt khí tức, điên cuồng lan tràn ra. Cỗ này táng diệt khí tức, không chỉ là táng địa, táng thiên, táng hư, còn mang theo táng hồn uy thế. Tầng thứ tư, táng hồn chi pháp, mở. Đang ngâm sướng đến cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt sắc bén như ưng chim cắt, đột nhiên quát to một tiếng, cuồng bạo táng hồn khí tức, từ luân hồi bàn bên trong bạo dũng mà ra, vặn vẹo điên cuồng hắc sắc ma khí, biển động giống như phun ra tới, làm cho Diệp Thần bên này đêm tối khí tức, cuồng nhiên tăng vọt. Quang minh cùng hắc ám cân bằng, trong nháy mắt bị phá vỡ, Diệp Thần bên này hắc ám ma khí, điên cuồng phun trào bộc phát, cắn nuốt Hồng Quân lão tổ bên này quang minh. Huy hoàng ánh sáng của bầu trời đều im lặng diệt, bóng tối vô biên thậm chí còn hướng về Hồng Quân lão tổ bản thân bao phủ mà đi. Đây là... Thấy thế, Hồng Quân lão tổ đôi mắt lập tức kịch liệt co vào, cảm giác linh hồn của mình, đều đang run sợ, phảng phất muốn bị mai táng. Diệp Thần chiêu này thần thông, càng là luân hồi mộ táng công tầng thứ tư, táng hồn chi pháp. Tại không không lúc nào chống không quy tắc hạn chế phía dưới, nói như vậy, Diệp Thần nhiều nhất thi triển đến tình cảnh tầng thứ ba. Lại cao hơn cấp độ luân hồi pháp, coi như hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, biết rõ làm sao thi triển, cũng không thi triển ra được, bởi vì thiên địa quy tắc không cho phép. Nhưng bây giờ, Diệp Thần lại đã vượt ra thiên địa, phá vỡ quy tắc, thi triển ra luân hồi mộ táng công tầng thứ tư, táng hồn chi pháp. Đây là bởi vì, Diệp Thần dùng một loại thủ đoạn đặc thù. Mộng ảo thủ đoạn. Hắn là ở trong giấc mộng, tại trong ảo thuật, thi triển ra luân hồi mộ táng công tầng thứ tư, táng hồn chi pháp. Trên thực tế là này một loại đầu cơ trục lợi thủ đoạn, thiên đạo hạn chế thực tế, nhưng không có hạn chế mộng cảnh. Từ thực tế góc độ tới nói, Diệp Thần sau lưng táng hồn luân hồi bàn, là không tồn tại, đây chẳng qua là mộng ảo hư ảnh. Nhưng đối với Hồng Quân lão tổ tới nói, đây cũng là phải chết tồn tại. Chỉ cần mộng cảnh đầy đủ chân thực, đó chính là thực tế. Hồng Quân lão tổ trong mắt thấy, Diệp Thần sau lưng táng hồn luân hồi bàn, là rõ ràng như vậy, ma quang hạo đáng. Oan hồn tàn phá bừa bãi, căn bản nhìn không ra là cái gì ảo mộng. Hắn nhìn không ra, vậy cái này mộng ảo, chính là chân thực,
chính là đủ để phải chết đại thần thông. Hô! Diệp Thần đại thủ một trường vỗ ra, hội tụ vô biên táng hồn ma khí, trực tiếp hướng Hồng Quân lão tổ trấn áp tới. Một trường này, liền mang theo táng hồn luân hồi pháp thiên uy, cường hoành đến cực điểm. Chư thiên vạn vật, hết thảy sinh linh, đều có hồn tồn tại. Hồn là vạn vật tinh khí chỗ, ngày có tinh, nguyệt có hồn, tinh không có khí, vũ trụ có linh cơ, vạn vật sinh huyền, đây đều là hồn. Mà luân hồi mộ táng công tầng thứ tư, táng hồn chi pháp, lại có thể táng hồn, chôn vùi vạn vật chi hồn. Diệp Thần một trưởng này chụp ra ngoài, kinh thế táng hồn khí tức, lập tức tàn phá bừa bãi bộc phát ra. Một trưởng này nếu là oanh kích nhật nguyệt tinh thần, thiên tinh liền muốn bạo diệt, nếu là lồng nắp tinh không liền muốn phá toái, nếu như trấn áp chúng sinh sẽ chết diệt. Hồng Quân lão tổ lập tức ngạt thở, trong nháy mắt không thở nổi, một trưởng này là muốn trấn áp hắn. Linh hồn của hắn đang run sợ, tân sinh ý chí tại Diệp Thần một trưởng thiên uy phía dưới, như hài nhi đối mặt mãnh hổ, hắn lại không sinh ra phản kháng chút nào ý niệm, giống như linh hồn đã bị áp chế, hết thảy chống lại đấu trí đều không thể dâng lên, cơ thể cùng tinh thần đều phải triệt để luân hãm. Phịch một tiếng, Diệp Thần một trưởng từ trên trời giáng xuống, lăng không bạo sát tiếp, liền đem Hồng Quân lão tổ trấn áp tại địa, huy hoàng ánh sáng của bầu trời khoảnh khắc diệt vong. Đại nhân, thánh quang thủ hộ giả hoảng hốt, nào nghĩ tới Diệp Thần hung mãnh như vậy. Chỉ thấy Diệp Thần bàn tay nâng lên sau, quảng trường trên mặt đất, lưu lại một cái cực kỳ khủng bố sâu đậm trưởng ấn, mà Hồng Quân lão tổ, tựa như con kiến hôi, bị Diệp Thần một trưởng gắt gao khắc ở phía dưới, giống một cái côn trùng giống như bị đè ép. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt vẫn còn mang theo cảnh giác thần sắc. Mặc dù một trưởng đánh bẹt, đập dẹp Hồng Quân lão tổ, nhưng hắn vẫn bắt được, Hồng Quân lão tổ khí tức không tuyệt. Chung quanh ánh sáng của bầu trời thần thủy năng lượng, từng sợi quang huy, như nước chảy rót vào Hồng Quân lão tổ trong thân thể. Hồng Quân lão tổ bị đánh bẹt, đập dẹp cơ thể, huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, lại dần dần khôi phục lại. Khụ khụ, kèm theo một tiếng mang huyết ho khan, Hồng Quân lão tổ chậm rãi từ trường ấn trong hố sâu bò lên, hắn lúc này, tóc tai rối bời, máu me đầy mặt, quanh thân quanh quẩn huy hoàng ánh sáng của bầu trời, đã ảm đạm rất nhiều rất nhiều. Nhưng ánh mắt của hắn lại hết sức sáng tỏ, nhìn chăm chú Diệp Thần, nói: "Luân hồi chi chủ, người quả nhiên lợi hại." Diệp Thần nghe được Hồng Quân lời nói, cơ thể không hiểu chấn động, nặng nhiên nói: "Hồng Quân, ngươi trở về." Tại thời khắc này, Diệp Thần cảm thấy, Hồng Quân lão tổ ý chí, một lần nữa trở về. Mới vừa cùng Diệp Thần chiến đấu, trên thực tế cũng không phải Hồng Quân lão tổ, mà là Quang Chi Tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tân sinh Quang Chi Tử. Thánh Quang ký sinh tại Hồng Quân lão tổ trên thân, Hồng Quân lão tổ ý thức liền bị áp chế, không sai biệt lắm bị đoạt xá, trở thành quang vật chứa. Nhưng bây giờ, Diệp Thần một chiêu táng hồn luân hồi pháp, đả thương nặng Hồng Quân lão tổ, đả thương nặng trong cơ thể hắn Quang Chi Tử ý thức. Phá vỡ sống nhờ ý chí. Quang Chi Tử ý thức trầm luân tiếp, thuộc về Hồng Quân lão tổ ý thức, liền một lần nữa xông ra. Đúng vậy a, ta tựa hồ trở về. Hồng Quân lão tổ nắm chặt lại nắm đấm của mình, cảm thụ được thân thể của mình, phát hiện mình tu vi, đã đột phá đến nửa bước đạo quân, so dĩ vãng cường đại rất nhiều, toàn thân bên trong, cũng là xung doanh thánh quang năng lượng. Ta cho là ta trở thành quang vật chứa, ta đem hết thảy dâng hiến cho quang, chỉ vì chu sát người viên này u ác tính, vì thiên địa chúng sinh ngư một cái vĩnh hằng quang minh. Ta đã quyết định hy sinh hết thảy, ta đem không ta, nhưng không nghĩ tới, thì ra. Ta còn chưa có chết sao. Ý thức của ta, còn không có phai mờ, ta lại trở về. Hồng Quân lão tổ ánh mắt mang theo điểm mê mang, hắn cho là mình đã chết, không nghĩ tới ý thức còn có tồn tại, hơn nữa còn một lần nữa thức tỉnh. Diệp Thần trầm mặc, điều tức hô hấp lấy. Vừa mới một trường, luân hồi táng hồn pháp cực hạn bộc phát, hắn tiêu hao rất lớn, bây giờ thấy Hồng Quân lão tổ trở về, hắn cũng không có lập tức ra tay công kích. Không phải là không muốn, mà là làm không được. Vừa mới tiêu hao, thực sự quá lớn. Cho nên bây giờ, người chính là Quang Chi Tử. Diệp Thần nhìn xem Hồng Quân lão tổ, nói chuyện thời điểm, âm thầm không ngừng điều tức, khôi phục nguyên khí. Ta là Quang Chi Tử. Hồng Quân lão tổ vẻ mặt vẫn mê mang. Thánh Quang thủ hộ giả lớn tiếng nói, Hồng Quân đạo hữu, bảo trì đạo tâm thanh minh, không cần suy nghĩ lung tung. Quang bao dung hết thảy, chỉ cần thờ phụng Quang, cũng là Quang Chi Tử. Chư thiên chúng sinh, chỉ cần tín ngưỡng Thánh Quang, cũng là Thánh Quang hài tử. Nghe nói như thế, Hồng Quân lão tổ tinh thần hơi rung động, nói, không tệ.
Thánh quang tại thượng, Chu Diệt u ác tính. Ánh mắt hắn khôi phục trong vắt, chợt lộ ra một vẻ xâm nghiêm lăng lệ chi ý, nhìn chằm chằm Diệp Thần đạo. Luân hồi chi chủ, ai là quang chi tử không trọng yếu, nhưng người viên này u ác tính, phải chết. Tiếng nói rơi xuống, Hồng Quân lão tổ trên thân, lại phun ra huy hoàng ánh sáng của bầu trời, mặc dù không có phía trước như vậy hừng hực, nhưng cũng là 10 phần hung mãnh. Trụ thần sông đồ, phụng ta sắc mệnh, vĩnh hằng thời gian, thao thao bất tuyệt, lớn chôn vùi. Hồng Quân lão tổ hai tay chống mở, thần quang nở rộ, sát ý hội tụ, hà thải diễm diễm, triệu hồi ra vĩ đại kỳ quan, trụ thần sông đồ. Cái này trụ thần sông đồ, bức họa bên trong, chính là một đầu thao thao bất tuyệt thời gian trường hà. Thế giới thời gian, là có điểm cuối, điểm kết thúc chính là quy khư, một khi quy khư buông xuống, vạn vật đều im lặng. Nhưng Hồng Quân lão tổ, lại không nghĩ nhìn thấy thế giới tận thế, cho nên hắn tư tưởng ra mình kỳ quan, đó chính là trụ thần sông đồ, thời gian trường hà thao thao bất tuyệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hắn sử dụng trụ thần sông đồ, ánh sáng của bầu trời thần thủy cuồn cuộn năng lượng, mãnh liệt mà tới, làm cho trụ thần sông trong bản vẽ thời gian trường hà, hừng hực rộng rãi tới cực điểm, như sông lớn chi thủy trên trời tới, cuồng nhiên hướng Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần lập tức chấn động, hắn từ đầu này thời gian trường hà bên trong, thấy được chúng sinh thân ảnh, nhưng không thấy mình tồn tại. Đây là Hồng Quân lão tổ sát phạt thủ đoạn, gọi ra trụ thần sông đồ, thi triển thời gian trường hà, đem Diệp Thần thân ảnh, từ bên trong dòng sông thời gian mạt sát. Chỉ cần thủ đoạn của hắn thực hiện, tương lai thời gian, liền sẽ không có Diệp Thần tồn tại, Diệp Thần tự nhiên là phải chết. Này thời gian trường hà dội rửa mà đến, mang theo vô tận thánh quang thần uy, chính là muốn đem Diệp Thần chôn vùi, đem hắn triệt để gạt bỏ. Diệp Thần dùng mình, cảm nhận được sâu đậm uy hiếp, trước mắt hắn đã không nhìn thấy bất cứ vật gì, chỉ có thể nhìn thấy cái kia thao thao bất tuyệt thời gian trường hà, huy hoàng thánh quang hạo đáng, muốn đem hắn bao phủ, đem tương lai của hắn dội rửa thành trống không, hủy diệt tương lai của hắn, triệt để giết chết hắn. Nghĩ mạt sát ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Hồng Quân. Của ta đạo, chính là nghịch thiên mà đi, mà Hồng Quân ngươi cũng không phải thiên. Một kiếm, thiên trảm. Diệp Thần tại tử vong trong tuyệt địa, kích phát ra vô tận đấu trí, như một đầu như dã thú gầm hét lên. Hắn thiên tội cổ kiếm tuôn ra, mang theo thiên trảm hủy diệt phong mang, ông một tiếng, kinh diễm kiếm quang phóng lên trời, mũi kiếm bẻ gãy nghiền nát hướng phía trước chém tới. Đây là thiên trảm một kiếm, ẩn chứa Shiva hủy diệt pháp cực hạn sát phạt. Cho dù tại liều mạng tranh đấu trước mắt, Diệp Thần trận cước cũng bất loạn, đang thi triển thiên trảm thời điểm, một cái cổ trung từ phía sau hắn bốc lên, lại hóa thành tế phẩm giải tán. Cái kia cổ trung là Long Hồn Trung, hồn thiên đế một trong cửu đại hồn khí, phía trước Diệp Thần chém giết tổ rồng hồn tộc thiên tài Long Tinh Ngấn thời điểm, cũng đoạt lại cái này Long Hồn Trung, bây giờ liền trở thành hắn tế phẩm. Dựa vào hiến tế Long Hồn Trung, Diệp Thần triệt tiêu thiên trảm nhất kiếm mang tới phản phệ. Lăng lệ vô song phong mang, kinh thiên kiếm quang, thiên trảm thần uy, đều hướng trước mặt thời gian trường hà chém giết mà đi. Vừa mới hắn thi triển táng hồn luân hồi pháp tiêu hao, lúc này đã khôi phục, thực lực vô cùng cường hoành, thể nội luân hồi huyết mạch cùng đè ép thật lâu lực lượng cuồng bạo, đều bộc phát, Diệp Thần một kiếm này thiên trảm, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải bá đạo hừng hực. Thiên trảm quang, so với Hồng Quân lão tổ thời gian trường hà quang, còn óng ánh hơn. Hồng Quân lão tổ ngơ ngác nhìn xem một màn này, từ Diệp Thần thiên trảm phong mang bên trong, hắn thấy được Shiva ý chí, một chiêu này, ký thác Shiva trảm phá vực sâu mộng tưởng. Không phải chỉ có hắc ám mới là vực sâu, quang minh, cũng là một cái khác vực sâu. Mà Diệp Thần thiên trảm nhất kiếm, đang muốn chém chết tất cả vực sâu, cầu một cái vô câu vô thúc, tự do tự tại vĩnh hằng. Hồng Quân biết mình có thể muốn thua. Trong đầu của hắn thoáng qua từng đạo hình ảnh, đó là hắn ngày xưa để cho Diệp Thần ngưỡng vọng hình ảnh. Hai người võ đạo chi hướng vốn là cùng một cái phương hướng. Chẳng biết lúc nào, lại trở thành bây giờ cục diện. Bất quá cái này cũng bình thường, mỗi một cái võ giả trong lòng niệm, cũng không giống nhau. Suy suy suy, không có chút nào lo lắng, Hồng Quân lão tổ thời gian trường hà, tại Diệp Thần thiên trảm nhất kiếm phía dưới, lao nhanh bốc hơi, vô tận thánh quang phá bại, phai mở thành hư vô. Diệp Thần chỉ là một kiếm, liền chém chết thời gian trường hà. Hồng Quân lão tổ muốn từ tương lai trong thời gian, gạt bỏ Diệp Thần, nguyện vọng trong nháy mắt thành khoảng không. Xoẹt! Theo thời gian trường hà phá diệt, Hồng Quân lão tổ vĩ đại kỳ quan, cái kia trụ thần sông đồ, cũng là giống như bị kéo cắt phải vóc, trong nháy mắt vỡ tan sụp đổ nát tán thành lưu quang. Mà Diệp Thần thiên trảm nhất kiếm, uy thế không giảm,
vẫn là bẻ gãy nghiền nát hướng về phía trước mãnh chảm mà đi, thẳng chém về phía Hồng Quân lão tổ thân thể. Phốc phốc, Hồng Quân lão tổ thân thể, là nửa bước đạo quân thân thể, lại lấy được thánh quang rèn luyện, vô cùng cường hãn, nhưng ở Diệp Thần Thiên Trảm nhất kiếm phía dưới, lại như giấy giống như yếu ớt, tiếp xúc đến Diệp Thần kiếm mang, thân thể của hắn trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Thiên Trảm kiếm quang tàn phá bừa bãi, Hồng Quân lão tổ bị chém thành hai nửa thân thể tàn phế, lại trong khoảnh khắc bạo toái, hóa thành từng sợi tàn toái huyết nhục, huyết vũ, lưu quang, hạt ánh sáng, bốn phía bắn tung tóe. Thánh quang thủ hộ giả hoàn toàn nhìn ngây người, thời khắc này Diệp Thần cầm kiếm nơi tay, tựa như một tôn vô địch kiếm thần, cái này Thiên Trảm nhất kiếm phong mang, quá kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chỉ một kiếm, thế mà liền chảm bạo Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lão tổ bị chảm bạo, huyết vũ giống như tang lễ bên trên tiền giấy bay tán loạn, nhuộm đỏ chung quanh ánh sáng của bầu trời thần thủy rất nhiều thánh quang, màu đỏ quang vụ bốn phía nổi lơ lửng. Ôi! Diệp Thần phát ra một tiếng thô chọc thở dốc, lập tức chống đỡ kiếm quỳ xuống đất, cơ thể cơ hồ tê liệt. Mặc dù hắn hiến tế Long Hồn Chung, dùng để triệt tiêu Thiên Trảm nhất kiếm phản phệ, nhưng thi triển một kiếm này, cũng là trong nháy mắt đem hắn linh khí hút hết, toàn thân gân cốt cũng là một hồi thoát lực một dạng đau đớn. Theo hắn tu vi đề thăng, Thiên Trảm uy lực cũng tại đề thăng, nhưng phản phệ tác dụng cũng đi theo nổ tung, dựa vào hiến tế bảo vật, đã không thể hoàn toàn triệt tiêu cắn trả, Diệp Thần hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút tổn thương. Bất quá, năng nhất kiếm chảm bạo Hồng Quân lão tổ, Thiên Trảm uy lực, vẫn có chút ra Diệp Thần dự kiến. Ta giết chết Hồng Quân, giết chết Quang Chi Tử. Diệp Thần nhìn xem bốn phía lơ lửng huyết vụ, Hồng Quân lão tổ đã không tồn tại, hài cốt không còn, bị hắn chảm nổ thành huyết vũ, lẫn vào đến chung quanh ánh sáng của bầu trời thần thủy hạt ánh sáng bên trong đi. Diệp Thần vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, đây hết thảy quá mức thuận lợi, là hắn đột phá quá nhanh, thực lực quá mạnh, vẫn là tân sinh Quang Chi Tử, sức mạnh quá mức yếu ớt. Ung ục ục. Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc lúc, chung quanh huyết vụ lại nhúc nhích, tựa như vật sống, sau đó ngọa nguậy huyết vụ, chậm rãi hướng Diệp Thần nhẹ nhàng đi qua, đồng thời cấp tốc dọc theo lỗ chân lông của hắn, chui vào trong cơ thể hắn. Thoát lực suy yếu ở dưới Diệp Thần, đồng thời không thể ngăn cản, từng sợi huyết vụ rất nhanh chui vào trong cơ thể hắn. Hơn nữa, kỳ quái là, Diệp Thần trong lòng cũng không có ngăn cản ý niệm. Hắn kỳ thực còn có không ít át chủ bài, nếu như cưỡng ép muốn thủ hộ tự thân, không bị huyết vụ xâm nhập mà nói, có lẽ còn là có cơ hội có thể làm được. Nhưng rất kỳ quái, trong lòng của hắn không có ngăn cản ý nghĩ, thật giống như nhìn thấy ánh mặt trời chiếu xuống, trong lòng nghĩ là ôm cùng hưởng thụ, mà không phải kháng cự. Những thứ này huyết vụ, mang theo Hồng Quân lão tổ tàn toái huyết nhục năng lượng, còn mang theo quang, mang theo thánh quang năng lượng. Thánh quang nhập thể, đây là tẩy lễ, Diệp Thần theo bản năng không muốn ngăn cản. Hỗn hợp có thánh quang huyết vụ, rất nhanh toàn bộ chui vào trong cơ thể của Diệp Thần, Diệp Thần thật giống như phục dụng thiên đại thuốc bổ, vừa mới suy yếu thoát lực triệu chứng, hoàn toàn biến mất, cả người khôi phục tinh thần, thậm chí ngay cả tu vi đều đột phá. Ông! Một đạo thánh quang vù vù nở rộ, Diệp Thần chân thực chiến lực cùng khí tức, lại nhất cử đột phá đến thiên đế cảnh ba tầng trời sơ giai. Mặc dù vẫn như cũng bị thiên đạo áp chế, nhưng khí tức thay đổi không lừa được người. Thế mà đột phá Diệp Thần, ngẩn ngơ, nắm chặt lại nắm đấm của mình, lại quỷ dị không có cảm nhận được cái gì chân thực hữu lực lực lượng cảm giác, ngược lại là một hồi cổ quái trống rỗng. Loại cảm giác này, rất tùy tiện, Diệp Thần trong nháy mắt, phảng phất đã mất đi cước đạp thực địa năng lực, hắn cảm giác chân mình bước cũng là hư phù, cơ thể không hoàn toàn thuộc về mình, có khác biệt đồ vật chiếm cứ thân thể của hắn. Ta nói, mặc kệ chiến đấu thắng bại như thế nào, ta đều sẽ không thua, luân hồi chi chủ. Một đạo thâm trầm tiếng cười từ Diệp Thần chỗ sâu trong óc vang lên. Hồng Quân, không, là Quang Chi Tử. Diệp Thần nghe ra đó là Hồng Quân lão tổ âm thanh, nhưng cẩn thận phân biệt nhân quả, đó cũng không có Hồng Quân lão tổ bản nhân ý chí, chỉ có Quang ý chí. Chính xác điểm tới nói, đó là Quang Chi Tử âm thanh. Diệp Thần đầu, không chỉ có chính hắn ý thức, còn có Quang ý chí. Hắn đã lọt vào quang ăn mòn. Cảm thấy được mình bị xâm lấn Diệp Thần, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Khó trách hắn không cảm giác được thân thể mình sức mạnh, có loại người ngoài của cảm giác, nói dễ nghe một chút là siêu nhiên vật ngoại, trên thực tế thân thể của hắn, đã không hoàn toàn thuộc về chính hắn, quang ý chí xâm nhập tiến vào. Hắn chảm bạo Hồng Quân, hấp thu Hồng Quân huyết nhục, cũng dẫn đến hấp thu quang ý chí. Bây giờ Diệp Thần tinh thần rối loạn, ngoại trừ chính hắn ý chí bên ngoài, còn có quang ý chí. Còn có Hồng Quân lão tổ còn sót lại ý chí, thậm chí còn có ác mộng nước suối khí tức.
Chỉ có điều, Hồng Quân lão tổ ý chí, cùng ác mộng nước suối khí tức, đều tương đối yếu ớt. Diệp Thần trong đầu, là ý chí của mình, cùng quang ý chí, hai phần càn khôn. Ta là quang chi tử, chúng ta cũng là quang chi tử. Cuối cùng cũng có một ngày, quang bao dung hết thảy, tất cả mọi người, đều biết trở thành thánh quang hài tử. Ngươi không cần quá lo lắng, chúng ta là nhất thể, ngươi lại biến thành quang, đây là ngươi vô thượng siêu thoát, hà tất kháng cự. Hồng Quân lão tổ âm thanh, hoặc giả thuyết là quang chi tử âm thanh, không ngừng từ Diệp Thần chỗ sâu trong óc truyền đến, như xuân phong hóa vũ dương quang hòa thuận vui vẻ, để cho người ta nghe xong, liền cảm thấy hết sức thoải mái, không sinh ra cái gì lòng kháng cự. Nhưng Diệp Thần chỉ cảm thấy rùng mình. Hắn không muốn biến thành quang. Luân hồi chi chủ, chúc mừng, chúc mừng. Một bên thánh quang thủ hộ giả, nhìn thấy Diệp Thần tu vi đột phá, toàn thân thánh quang nở rộ bộ dáng, lập tức tiến lên phía trước nói chúc, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Luân hồi chi chủ, không, ta phải gọi ngươi một tiếng quang chi tử đại nhân. Ngươi nguyện ý tiếp nhận quang chi tử quyền hành, thực sự là không thể tốt hơn nữa, ngươi tiềm chất, so Hồng Quân lão tổ tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Ngươi chịu tấn vị quang chi tử, là thái sơ vinh hạnh, chúng sinh vinh hạnh. Thánh quang thủ hộ giả lại là cung kính, lại là khen ngợi nói. Diệp Thần khẽ cắn môi, muốn nói, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế đầu óc của mình, vậy mà nói không ra lời. Hắn căn bản không phải cam tâm tình nguyện, chỉ là nhất thời vô ý, bị ánh sáng của bầu trời thừa lúc vắng mà vào, lại mơ mơ hồ hồ kế thừa quang chi tử quyền hành. Cái này quang chi tử quyền hành, thế nhưng là 10 phần phải chết tồn tại, Diệp Thần rất có thể bị ánh sáng của bầu trời tẩy não, đầu bị dội rửa thành trống không. Đến lúc đó, hắn trở thành quang vật chứa, bị quang đoạt xá. Thân thể của hắn sẽ không điêu vong, nhưng linh hồn của hắn ý thức, lại chắc chắn là muốn phai mờ, cái kia so chết còn thảm. Quang chi tử sẽ chiếm cứ hết thảy của hắn, cướp đoạt hết thảy của hắn. Không, ta không phải là. Diệp Thần cắn răng, cưỡng ép điều động ý chí của mình, áp chế quang chi tử ý chí, cuối cùng có thể gạt ra mấy chữ, nói chuyện vẫn là hết sức gian khổ. Thánh quang thủ hộ giả nói, đại nhân, ngươi tân sinh không bao lâu, tựa như một đứa bé, mọi cử động cố hết sức, cũng không cần nói quá nhiều, thái sơ sẽ chúc phúc ngươi. Đang khi nói chuyện, thánh quang thủ hộ giả niệm quyết ngâm sướng, một đạo thánh quang đắm chìm trong trên thân Diệp Thần, như thế vô thượng chúc phúc. Chỉ một thoáng, đại lượng thánh quang nhập thể, như thể hồ quán đỉnh, Diệp Thần lĩnh ngộ được mấy môn thần thông thuật pháp, đều cùng chỉ có quan, chính là thánh quang chi dực, thánh quang thần kiếm, lớn phạm quang minh thể, cực chú đại thiên khung, ánh sáng của bầu trời hóa diệt chú các loại. Lần này nhận được quang chúc phúc, Diệp Thần khí tức trên thân cùng chân thực chiến lực tựa hồ lại đột phá, tấn thăng đến tình cảnh thiên đế cảnh ba tầng trời trung giai. Thánh quang thủ hộ giả hài lòng nhìn xem một màn này, như lão quản gia nhìn thấy tiểu chủ nhân sinh ra, trong mắt tràn đầy từ bi trìu mến chi ý, nói. Tốt, đại nhân, ngươi nên đi ra rồi, ngươi thân thể này, cần càng nhiều lịch luyện, mới có thể đề thăng trở nên mạnh mẽ, sau đó tiếp nhận càng nhiều thánh quang. Nhưng cần thiết phải chú ý, ngoại giới, cái kia hồn thiên đế, người này 10 phần khó giải quyết, tân sinh ngươi, không nên cùng với đối kháng. Nếu là đụng tới hồn thiên đế, tận lực tránh né mũi nhọn, nếu như đụng tới không giải quyết được nguy hiểm, có thể kêu gọi chúng ta thủ hộ giả chi danh. Ánh sáng của bầu trời thần thủy trong thánh đường, có 12 tòa thủ hộ giả, cũng là quang chi tử người hộ đạo, gọi lên liền đến, mỗi một cái cũng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Thần vẫn là ngốc trệ mờ mịt, trong đầu một mảnh hỗn độn, thánh quang thủ hộ giả lại dùng lễ tiễn hắn đi ra. Hắn cơ hồ là theo bản năng, tóm lấy bên hông quấn lấy ma quỷ đằng, cái kia ma quỷ đằng tựa như dây treo cổ giống như thu trở về co lại, cũng dẫn đến đem Diệp Thần kéo cách ra ánh sáng của bầu trời thần thủy. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần cũng là mê mang bộ dáng, trong lòng nghĩ bắt được cái gì đều từ đầu đến cuối bắt không được, trong đầu có từng mảng lớn não sương mù, từng mảng lớn quang, ánh chiếu lên hắn trống rỗng. Hắn cảm giác cơ thể đã không thuộc về mình, quang đang không ngừng ăn mòn hắn. Chủ nhân, chờ ma quỷ đằng co vào, đem hắn ném ra ánh sáng của bầu trời thần thủy, kéo về đến sáng thế trên cây, hắn nghe được huyết long một tiếng kêu gọi, rồi mới từ trong ngượng ngùng khôi phục một điểm thanh tỉnh. Chủ nhân, ngươi như thế nào? Huyết long nhìn thấy Diệp Thần trở về, nhưng tình huống tựa hồ có cái gì rất không đúng, nó cũng mộng. Thời khắc này Diệp Thần, khí tức cường đại trước nay chưa từng có. Cơ bắp như pho tượng hoàn mỹ, từng khối cơ bắp che đậy nhàn nhạt thánh quang, cả người phong thần tuấn lãng, anh tư vĩ ngạn. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó chính là cảm giác có cái gì rất không đúng, Diệp Thần ánh mắt rất chống hư, như phản chiếu vô ngần tinh thần hải,
hoàn toàn không có dĩ vãng kiên định. Giống như là bị một loại nào đó viễn cổ chí cường đoạt xá. Loại cảm giác xa lạ này thậm chí để cho Huyết Long ẩn ẩn có cảnh giác cảm giác. Diệp Thần nghe được Huyết Long kêu gọi, tinh thần thoáng thanh tỉnh, cắn răng nói, quang đang ăn mòn ta. Ý thức của hắn, đã không hoàn toàn thuộc về hắn, còn hỗn tạp có ánh sáng ý chí, cơ thể chỉ có một cái thân thể, nhưng linh hồn chỉ ít có hai cái. Một cái linh hồn khác, là quang chi tử linh hồn. Đáng chết, tình huống bết bát nhất vẫn là xảy ra. Cái gì? Huyết Long hoảng hốt, cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Thần như vậy khó chịu bộ dáng. Diệp Thần răng đều đem bờ môi cắn ra máu, hắn trong đại não thánh quang tràn ngập, thân thể của hắn âm dương cân đối trật tự, đã nhanh hỏng mất. Trong đan điền của hắn, một vòng thái cực đoàn năng lượng, chậm rãi chuyển động, đó là ánh sáng của bầu trời thần thủy cùng hắc huyên độc tuyền năng lượng phối hợp mà thành cội nguồn, nắm giữ sinh sôi không ngừng linh khí, nhưng năng lượng này đoàn, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là một cái vô cùng nguy hiểm bom hẹn giờ. Nếu như âm dương mất cân bằng mà nói, ánh sáng của bầu trời cùng vực sâu một chút bạo động nổ tung, thân thể của hắn chịu không nổi. Đến lúc đó chỉ sợ so phần thiên đại kiếp thôn phệ còn thống khổ hơn. Mà giờ khắc này, theo đại lượng ánh sáng mặt trời ăn mòn, quang ý chí xâm lấn, Diệp Thần trong đan điền âm dương trật tự, đã sắp mất cân bằng nổ tung. Luân hồi chi chủ. Mà ở thời điểm này, một đạo hung lệ âm thanh, từ trên không trung truyền đến. Chỉ thấy hai bóng người, từ chỗ cao trên cây chậm rãi bay xuống, càng là Ma Phi Thiên cùng Thiên Khải Chí Tôn. Trời mới đạo thiết lập, viễn cổ linh khí khôi phục, Thiên Khải Chí Tôn đã tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới, nhưng cùng Ma Phi Thiên cùng nhau so, thực lực hay là kém rất nhiều. Ma Phi Thiên là đỉnh phong siêu phẩm thiên đế, lại có nửa đường tử thần quyền hành, hắn vừa hàng lâm xuống, tựa như đêm tối ma lâm, không gian xung quanh lập tức đều tối xuống, thảm thảm âm phong nổi lên, từng sợi ma đạo khí tức ngưng kết thành khô lâu hư ảnh, tại quanh người hắn nổi lơ lửng. Ngươi nhìn tựa hồ rất khó chịu a. Xem ra ánh sáng của bầu trời thần thủy khí tức, quả nhiên kinh khủng, ngay cả đường đường luân hồi chi chủ, đều không chống chịu được, đều muốn bị dội rửa thành trống không sao. Ha ha ha. Ngươi như trở thành cái xác không hồn, vậy ta liền có cơ hội trở thành cái này không không lúc nào trống không chí cao. Ma Phi Thiên mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng thần sắc hưng phấn, hắn cuối cùng chờ đến. Diệp Thần thực lực thập phần cường đại, chính diện giao phong hắn không có phần thắng. Hắn một mực chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Không hề nghi ngờ, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất. Diệp Thần từ ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong đi ra, chịu đến ánh sáng của bầu trời phản phệ, bản thân ý chí đã lọt vào nghiêm trọng từng bước xâm chiếm, tu vi bị thiên đạo áp chế, coi như khí tức ẩn ẩn có thiên đế cảnh ba tầng trời trung giai thực lực, cũng khó có thể phát huy ra. Ma Phi Thiên, lại là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên xuất hiện, sắc mặt cũng là biến đổi. Chủ nhân, Huyết Long vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Thần, quấn quanh ở trên thân Diệp Thần, cảnh giác nhìn xem Ma Phi Thiên cùng Thiên Khải Chí Tôn. Bây giờ Diệp Thần trạng thái thật không tốt, chỉ dựa vào Huyết Long mà nói, tuyệt không phải Ma Phi Thiên cùng Thiên Khải Chí Tôn địch thủ, Huyết Long cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nó cũng không thể rút lui. Đi, Ma Phi Thiên phất phất tay, chính mình trước tiên không xuất thủ, lại để Thiên Khải Chí Tôn ra tay, muốn dò xét thăm dò Diệp Thần nội tình. Thiên Khải Chí Tôn nhìn thấy Ma Phi Thiên thủ thế, gật đầu một cái, nhìn thấy Diệp Thần mặt mũi tràn đầy dày vò khổ sở bộ dáng, ánh mắt hắn lại có chút dao động. Dù sao, Thiên Khải Chí Tôn cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, hắn cũng có hắn đạo, chỉ là tử thần giáo đoàn đã từ Ma Phi Thiên chấp trưởng, hắn cũng là không thể làm gì. Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi giải thoát. Thiên Khải Chí Tôn hít sâu một hơi, dao động ánh mắt rất nhanh ngưng luyện xuống, trở nên sâm nghiêm lăng lệ. Trong tay hiển hóa ra một cái bạch cốt trường kiếm, siêu phẩm thiên đế khí tức đều bộc phát, trên thân kiếm nổ lên hào quang óng ánh. Hưu. Tiếp theo sát, Thiên Khải Chí Tôn kiếm như sét đánh, đâm thẳng hướng Diệp Thần mi tâm. Phốc phốc, kèm theo một hồi huyết nhục tiếng vỡ tan, kiếm quang thoáng qua, giữa sân máu tươi phun tung tóe, một đầu sinh mệnh trôi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó chính là cảm giác có cái gì rất không đúng, Diệp Thần ánh mắt rất trống hư, như phản chiếu vô ngần tinh thần hải. Hoàn toàn không có dĩ vãng kiên định. Giống như là bị một loại nào đó viễn cổ chí cường đoạt xá. Loại cảm giác xa lạ này thậm chí để cho Huyết Long ẩn ẩn có cảnh giác cảm giác. Diệp Thần nghe được Huyết Long kêu gọi, tinh thần thoáng thanh tỉnh, cắn răng nói, quang đang ăn mòn ta. Ý thức của hắn, đã không hoàn toàn thuộc về hắn, còn hỗn tạp có ánh sáng ý chí, cơ thể chỉ có một cái thân thể, nhưng linh hồn chỉ ít có hai cái.
một cái linh hồn khác, là quang chi tử linh hồn. Đáng chết, tình huống bết bát nhất vẫn là xảy ra. Cái gì? Huyết Long hoảng hốt, cho tới bây giờ chưa thấy qua Diệp Thần như vậy khó chịu bộ dáng. Diệp Thần răng đều đem bờ môi cắn ra máu, hắn trong đại não thánh quang tràn ngập, thân thể của hắn âm dương cân đối trật tự, đã nhanh hỏng mất. Trong đan điền của hắn, một vòng thái cực đoàn năng lượng, chậm rãi chuyển động, đó là ánh sáng của bầu trời thần thủy cùng Hắc Huyên độc tuyền năng lượng phối hợp mà thành cội nguồn, nắm giữ sinh sôi không ngừng linh khí, nhưng năng lượng này đoàn, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là một cái vô cùng nguy hiểm bom hẹn giờ. Nếu như âm dương mất cân bằng mà nói, ánh sáng của bầu trời cùng vực sâu một chút bạo động nổ tung, thân thể của hắn chịu không nổi. Đến lúc đó chỉ sợ so phần thiên đại kiếp thôn phệ còn thống khổ hơn. Mà giờ khắc này, theo đại lượng ánh sáng mặt trời ăn mòn, quang ý chí xâm lấn, Diệp Thần trong đan điền âm dương trật tự, đã sắp mất cân bằng nổ tung. Luân hồi chi chủ. Mà ở thời điểm này, một đạo hung lệ âm thanh, từ trên không trung truyền đến. Chỉ thấy hai bóng người, từ chỗ cao trên cây chậm rãi bay xuống, càng là Ma Phi Thiên cùng Thiên Khải Chí Tôn. Trời mới đạo thiết lập, viễn cổ linh khí khôi phục, Thiên Khải Chí Tôn đã tấn thăng đến siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nhưng cùng Ma Phi Thiên cùng nhau so, thực lực hay là kém rất nhiều. Ma Phi Thiên là đỉnh phong siêu phẩm thiên đế, lại có nửa đường tử thần quyền hành, hắn vừa hàng lâm xuống, tựa như đêm tối ma lâm, không gian xung quanh lập tức đều tối xuống, thảm thảm âm phong nổi lên, từng sợi ma đạo khí tức ngưng kết thành khô lâu hư ảnh, tại quanh người hắn nổi lơ lửng. Ngươi nhìn tựa hồ rất khó chịu a. Xem ra ánh sáng của bầu trời thần thủy khí tức, quả nhiên kinh khủng, ngay cả đường đường luân hồi chi chủ, đều không chống chịu được. Đều muốn bị dội rửa thành trống không sao. Ha ha ha. Ngươi như trở thành cái xác không hồn, vậy ta liền có cơ hội trở thành cái này không không lúc nào trống không chí cao. Ma Phi Thiên mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt cùng thần sắc hưng phấn, hắn cuối cùng chờ đến. Diệp Thần thực lực thập phần cường đại, chính diện giao phong hắn không có phần thắng, hắn một mực chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Không hề nghi ngờ, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất. Diệp Thần từ ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong đi ra, chịu đến ánh sáng của bầu trời phản phệ, bản thân ý chí đã lọt vào nghiêm trọng từng bước xâm chiếm, tu vi bị thiên đạo áp chế, coi như khí tức ẩn ẩn có thiên đế cảnh ba tầng trời trung giai thực lực, cũng khó có thể phát huy ra. Ma Phi Thiên, lại là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Ma Phi Thiên xuất hiện, sắc mặt cũng là biến đổi. Chủ nhân, Huyết Long vội vàng bay đến bên cạnh Diệp Thần, quấn quanh ở trên thân Diệp Thần. Cảnh giác nhìn xem Ma Phi Thiên cùng Thiên Khải Chí Tôn. Bây giờ Diệp Thần trạng thái thật không tốt, chỉ dựa vào Huyết Long mà nói, tuyệt không phải Ma Phi Thiên cùng Thiên Khải Chí Tôn địch thủ, Huyết Long cũng là cảm giác sâu sắc khó giải quyết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nó cũng không thể rút lui. Đi! Ma Phi Thiên phất phất tay, chính mình trước tiên không xuất thủ, lại để Thiên Khải Chí Tôn ra tay, muốn dò xét thăm dò Diệp Thần nội tình. Thiên Khải Chí Tôn nhìn thấy Ma Phi Thiên thủ thế, gật đầu một cái. Nhìn thấy Diệp Thần mặt mũi tràn đầy dày vò khổ sở bộ dáng, ánh mắt hắn lại có chút dao động. Dù sao, Thiên Khải Chí Tôn cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, hắn cũng có hắn đạo, chỉ là tử thần giáo đoàn đã từ Ma Phi Thiên chấp trường, hắn cũng là không thể làm gì. Luân hồi chi chủ, ta cho ngươi giải thoát. Thiên Khải Chí Tôn hít sâu một hơi, dao động ánh mắt rất nhanh ngưng luyện xuống, trở nên sâm nghiêm lăng lệ, trong tay hiển hóa ra một cái bạch cốt trường kiếm, siêu phẩm thiên đế khí tức đều bộc phát. Trên thân kiếm nổ lên hào quang óng ánh. Hưu. Tiếp theo sát, Thiên Khải Chí Tôn kiếm như sét đánh, đâm thẳng hướng Diệp Thần mi tâm. Phốc phốc. Kèm theo một hồi huyết nhục tiếng vỡ tan, kiếm quang thoáng qua, giữa sân máu tươi phun tung tóe, một đầu sinh mệnh trôi qua. Ách. Ma Phi Thiên trừng to mắt, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Cái này mất đi sinh mệnh, cũng không phải Diệp Thần, người chết là Thiên Khải Chí Tôn. Một đạo kiếm mang thế như trẻ tre. Chặt đứt Thiên Khải Chí Tôn thân eo, hủy diệt kiếm khí chỉ là một sát, liền đem Thiên Khải Chí Tôn tất cả sinh cơ, chôn vùi thành hư vô. Cầm kiếm tay thon dài hữu lực, trầm ổn như bàn thạch, là Diệp Thần tay, hắn xuất kiếm. Chủ nhân, Huyết Long kinh hãi, chỉ thấy thời khắc này Diệp Thần, tay cầm thiên tội cổ kiếm, trên cánh tay chẳng biết lúc nào bắt đầu, xuất hiện từng cái xích sắt, mang theo kinh khủng phong tỏa khí tức. Không một tay cánh tay, Diệp Thần trên đùi, trên chân, trên thân. Đều nhiều hơn ra từng cái giam cầm xích sắt, cái kia đang khóa chi mảnh vụn tạo hóa đi ra ngoài xích sắt. Thế mà khóa lại quang. Ma Phi Thiên mắt chừng ngây mồm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần chịu ánh sáng của bầu trời ăn mòn, vốn là tình huống đáng lo, có bị đoạt xá nguy hiểm. Nhưng bây giờ,
Diệp Thần thế mà điều động khóa chi mảnh vụn năng lượng, tạo hóa ra từng cái giam cầm xích sắt, ngạnh sinh sinh đem toàn thân mình khóa lại, cũng đem quang khóa lại. Hô! Diệp Thần kịch liệt thở dốc một chút, cảm giác thể nội tất cả thánh quang, đều bị phong tỏa lại, kẹt ở hắn trong đại não. Đây là hắn bản thân phong tỏa, lợi dụng khóa chi mảnh vụn sức mạnh, tạm thời đem quang khóa lại. Khóa lại quang sau, Diệp Thần đại não tinh thần cuối cùng thanh tỉnh. Nhưng, loại này bản thân phong tỏa, tác dụng phụ cực kỳ to lớn, Diệp Thần tự thân hành động cũng muốn chịu ảnh hưởng, mọi cử động 10 phần không tiện. Hơn nữa, loại này giam cầm phong tỏa, chỉ là ngộ biến tùng quyền, ánh sáng của bầu trời mênh mông mờ mịt, rộng rãi vô lượng, chỉ là thế gian tự do nhất đồ vật, Diệp Thần cũng không cách nào phong tỏa quá lâu, hắn đoán chừng tối đa chỉ có thể phong ấn chừng nửa năm. Ma Phi Thiên sắc mặt rất khó nhìn, Diệp Thần tại người thụ phong khóa trạng thái, vừa mới vẫn là một kiếm chớp nhoáng giết chết Thiên Khải Chí Tôn. Phải biết, Thiên Khải Chí Tôn thế nhưng là siêu phẩm thiên đế a, Diệp Thần thế mà một kiếm liền miểu sát, thực lực này, hơi bị quá mức kinh khủng. Rất tốt, Luân Hồi Chi Chủ, xem ra ta vẫn là khinh thường ngươi. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi, chính ngươi khóa lại chính mình, mọi cử động chịu lấy hạn, như thế nào lại là địch thủ của ta? Ma Phi Thiên mắt quang phát lạnh, Diệp Thần thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ dù sao bị phong tỏa lại, thực lực lớn bị hạn chế, hắn cân nhắc suy nghĩ, nếu là chiến đấu, chính mình phần thắng không thiếu. Là thời điểm làm kết thúc. Ma Phi Thiên nhếch nhếch miệng, toàn thân da thịt giống như nóng chảy sáp không ngừng vặn vẹo, nhúc nhích, tướng mạo dần dần trở nên xấu xí, sau lưng phù một tiếng, triển khai một đôi màu đen như cánh rơi. Hắn mở ra hỗn độn thiên ma hình thái. Thiên ma lâm trần, ta vì chí tôn, đại ma quyết trần trảm. Ma Phi Thiên soạt một tiếng, cánh chấn động, thân hình đã giống như tia chớp màu đen bạo sát mà ra, đồng thời gây nên ma khí ngập trời phong lôi, trong tay hiển hóa ra tinh không thần binh cửu thiên đồ long đao, một chiêu đại ma tuyệt trần tại, chính là mang theo kinh thế chí tôn ma uy, thẳng hướng Diệp Thần đầu bổ tới. Hắn từ liệu cực hạn bạo phát xuống, Diệp Thần người mang gông xiềng, tuyệt không phải địch thủ của mình. Chủ nhân, lui lại. Huyết Long tròn mắt tận nứt, gào thét một tiếng, lập tức đong đưa thân rồng, Hoàng Kim Long chảo vung ra. Huyết Long thực lực mặc dù cũng rất mạnh, có thể đối mặt bây giờ trạng thái Ma Phi Thiên rõ ràng không đáng chú ý. Nó biết rõ không phải Ma Phi Thiên địch thủ, nhưng vì thủ hộ Diệp Thần, vẫn là ngang tàng tiến công. Ma Phi Thiên khóe miệng mang theo giữ tợn độ cong, cửu thiên đồ long đao điên cuồng chém, thể phải đem Huyết Long cùng Diệp Thần, đều một đao chém thành hai nửa. Xuy! Liền tại đây sinh tử tỉ thí trước mắt, đột nhiên, Ma Phi Thiên nghe được sau lưng truyền đến một cỗ lưỡi dao tiếng xé gió, thanh thế cực kỳ sắc bén nổ tung, tựa như muốn đem toàn bộ thế giới đều chém ra hai mảnh. Hắn ngẩn ngơ, vô ý thức nghiêng đầu nhìn một cái, lại nhìn thấy có một đạo thân ảnh, vung đao hướng hắn phía sau lưng chém tới. Đạo thân ảnh kia, anh tư kiên cường, lại là Diệp Thần. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải, làm sao còn sẽ có một cái luân hồi chi chủ? Ma Phi Thiên lập tức ngây dại, lại nhìn một chút phía trước, Diệp Thần còn êm đẹp cùng Huyết Long cùng một chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác phía sau hắn lại có một cái Diệp Thần. Giữa sân lại có hai cái Diệp Thần. Là phân thân. Trong nháy mắt, Ma Phi Thiên minh hiểu. Huyết Long thủ hộ ở dưới Diệp Thần, đã nhắm mắt bất động, như pho tượng yên tĩnh, thuộc về Diệp Thần tinh thần ý thức, đã bắn ra đến phân thân bên trong. Diệp Thần phân thân nắm chặt côn lôn đao, cửu thiên chân lôi chú nổ tung. Côn Luân Nhật Nguyệt đao quang, hỗn hợp có giống như diệt thế lôi đình, bẻ gãy nghiền nát chém về phía Ma Phi Thiên. Ma Phi Thiên cái nào bên trong nghĩ đến, Diệp Thần vẫn còn có phân thân thủ đoạn. Hơn nữa cỗ này phân thân, huyết nhục nội tình, cùng Diệp Thần bản thể so sánh, cũng là không có kém bao nhiêu, một dạng hung mãnh bá đạo cuồng bạo. Đồng tử một hồi kịch liệt co vào, Ma Phi Thiên không bằng suy nghĩ nhiều, lập tức vung đao quay người. Hắn đại ma quyết trần trảm. Liền hung hăng cùng Diệp Thần côn lôn đao đụng vào nhau. Song đao va chạm trong nháy mắt, kinh thế lôi đình cùng ma khí phóng lên trời, hóa thành kinh khủng hủy diệt phong bạo, bốn phía tàn phá bừa bãi bạo động, sáng thế chi thụ đều bị rung chuyển, từng đóa như mặt trời cực lớn đại đạo hoa bị rung động mà rơi xuống, hoa lệ tia sáng bốn phía tràn ngập các loại màu sắc, mà tại trong đụng chạm tâm Diệp Thần phân thân cùng Ma Phi Thiên, lại như pho tượng rằng co, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Khục, tại song đao rằng co không bao lâu, Ma Phi Thiên gương mặt ảm đạm, cước bộ lảo đảo lui lại, ho khan kịch liệt một chút, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, biểu lộ càng thêm cổ quái cùng chấn động, một bộ phân thân lợi hại như vậy. Không lúc nào khoảng không làm sao có thể có người nắm giữ dạng này phân thân.
hắn cảm thấy Diệp Thần cỗ này phân thân, lại còn mang theo một vòng tinh không năng lượng. Đương nhiên, Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng lãnh khốc đường cong, hắn cỗ này phân thân, thế nhưng là Nhậm Phi Phàm một tia huyết nhục chế tạo mà thành, lại mang theo tinh không bỉ ngạn một tia tinh quang, năng lượng nội tình cùng bản thể hắn so sánh, cũng không có kém bao nhiêu. Hắn đem tinh thần bắn ra đến phân thân bên trong, ngược lại thoát khỏi gò bó, không cần lại chịu khóa chi mảnh vụn xích sắt phong tỏa, nhất cử nhất động tự do tự tại, chỉ một đao liền bức lui Ma Phi Thiên. Trong tình huống không có hạn chế, Ma Phi Thiên hoàn toàn không phải Diệp Thần địch thủ. Chỉ là phân thân, người không dọa được ta, người nhịn không được bao lâu. Ma Phi Thiên sắc mặt hết sức khó coi, nhưng không có lùi bước, sau khi hít sâu một hơi, lập tức như lôi điện vung đao tập sát đi lên. Hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể nhìn ra Diệp Thần cỗ này phân thân, trạng thái không cách nào kéo dài quá lâu. Phân thân là trống không thể xác, Diệp Thần tinh thần bắn ra đến bên trong, thôi động thể xác hoạt động, cái này cần hao phí cực lớn tinh thần lực, hơn nữa cỗ này thể xác bản thân, cũng là quý giá vô cùng, đạo pháp trật tự không giống nhân thể nghiêm mật như vậy củng cố, thường xuyên hoạt động rất có thể sẽ sụp đổ. Ma Phi Thiên đoán chừng, Diệp Thần cỗ này phân thân, tối đa chỉ có thể hoạt động một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ sau đó, phân thân nhất thiết phải tiến vào ngủ đông, nếu không sẽ sụp đổ. Diệp Thần vô cùng rõ ràng, chính mình mượn dùng phân thân, cũng không thể lâu dài chiến đấu. Một khắc đồng hồ, cũng đầy đủ giết ngươi. Diệp Thần cũng không hoảng, ngược lại lộ ra tự tin lãnh ngạo ánh mắt, không có giam cầm khóa hạn chế, hắn có nắm chắc tại một khắc đồng hồ nội sát chết Ma Phi Thiên. Bây giờ Diệp Thần, cường đại đến chỉ có hồn thiên đế, mới có thể áp chế hắn. Giết ta! Ma Phi Thiên lưng bốc lên một cỗ ý lạnh, hắn biết Diệp Thần không phải đùa giỡn. Nhưng trong lúc trước mắt, hắn cũng không thể rút lui, như mưa rông gió bão vung đao, đao đao hướng Diệp Thần yếu hại bổ tới. Diệp Thần người nhẹ nhàng tránh né, cũng không nóng nảy, coi là mình hơi thở đỉnh phong, đuổi kịp Ma Phi Thiên lúc hít vào thung lũng, hắn giống như phúc trí tâm linh, đột nhiên xuất đao. Quang chi đạo, ánh sáng của bầu trời hóa diệt chú. Răng rắc. Diệp Thần bản thể. Một đầu giam cầm xích sắt buông ra, vô tận thần thánh quang huy, từ bản thể hắn bên trong phun ra, cùng phân thân đao quang phối hợp thành kinh thiên quang chiều đao khí, bẻ gãy nghiền nát hướng Ma Phi Thiên chỗ ngồi cuốn mà đi. Ma Phi Thiên đã mở ra hỗn độn thiên ma tư thái, bộ dạng này hắc ám thiên ma tư thái, sợ nhất đồ vật, chính là quang. Diệp Thần quyết đoán cực nhanh, cũng không có bởi vì chính mình bản thể bị quang ăn mòn, mà từ bỏ sử dụng quang sức mạnh. Hắn thi triển ra ánh sáng của bầu trời hóa diệt chú. Đây là một loại quang chi đạo thần thông. Trước đây ánh sáng của bầu trời vào não, Diệp Thần cũng cảm ngộ không thiếu quang chi đạo thần thông, giống như là thánh quang chi dực, thánh quang thần kiếm, lớn phạm quang minh thể, cực chú đại thiên khung, ánh sáng của bầu trời hóa diệt chú các loại. Môn này ánh sáng của bầu trời hóa diệt chú, có thể điều động ánh sáng mặt trời sức mạnh, hóa thành hồng chiều, đem chư thiên vạn vật, thiên địa chúng sinh, đều dội rửa thành trống không, đem toàn bộ hết thảy, đều chôn vùi vết tích, để cho vạn vật hóa diệt. Cuối cùng biến thành quang, cùng quang một thể. Không. Ma Phi Thiên phát ra một cỗ sợ hãi tiếng kêu, vô tận quang chiều đao khí bạo sát mà đến, tại cuồn cuộn thánh quang rội rửa phía dưới, hắn mà ngay cả tử thần quyền hành đều mở ra không ra. Từng sợi thánh quang hỗn hợp có sắc bén đao khí xông qua, Ma Phi Thiên kêu thê lương thảm thiết, toàn thân ma khí lọt vào kịch liệt rội rửa, cấp tốc rút đi, chính mình da thịt cũng biến thành cực kỳ trắng bệch. Sau lưng một đôi thiên ma cánh, cũng bị hướng thành trống không. Ta chính là cực đạo ma tôn, hỗn độn thiên ma chúa tể, chỉ là ánh sáng nhạt, sao có thể chôn vùi ta. Ma Phi Thiên gào thét, toàn thân ma khí cực hạn bộc phát, hắc khí cuồn cuộn nở rộ, cưỡng ép cùng Diệp Thần ánh sáng của bầu trời rội rửa chống lại. Hoa lạp, thiên khung mở rộng, thế mà hiển hóa ra tinh không bỉ ngạn khí tượng, có vô cùng bỉ ngạn thiên ma, tại trên bầu trời ngâm sướng chúc phúc. Một cỗ ma khí từ trên trời bạo rơi xuống, đáp xuống trên thân Ma Phi Thiên. Lập tức, Ma Phi Thiên khí thế đại thịnh, hừng hực ma hy nở rộ, lại thật sự chặn Diệp Thần ánh sáng của bầu trời hóa diệt chú, không có bị rội rửa thành trống không. Gia hỏa này, Diệp Thần cảm nhận được một cỗ hung mãnh ma khí, vội vàng người nhẹ nhàng lui lại. Luân hồi chi chủ, người mặt sát không được ta. Trận chiến đấu này, cười đến cuối cùng nhất định là ta, mà không phải ngươi. Ma Phi Thiên lộ ra hai khỏa răng nanh, sát khí xâm xâm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn phảng phất đã thắng. Hắn chính là cực đạo ma tôn, bản thân liền là từ tinh không bỉ ngạn bên trên hạ xuống cường giả, tại trời mới đạo thiết lập sau, không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bỉ ngạn vách tường thế giới yếu bớt, hơn nữa thân ở sáng thế chi thụ,
sáng thế chi thụ quán thông tinh không, ở đây có thể cùng tinh không cộng minh. Cùng tinh không cộng minh phía dưới, ma phi thiên lấy được lớn chúc phúc, cửu thiên ma khí ra thân, quả thực là ngăn trở Diệp Thần tuyệt diệt nhất kích. Diệp Thần cỗ này phân thân, không chống đỡ được bao lâu, tái chiến đấu nữa, thắng lợi cán cân nghiêng, nhất định đem hướng ma phi thiên nghiêng liếc. Soát, ma phi thiên lần nữa nổ lên ma khí, cuốn theo phong lôi, tấn mãnh hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần lập tức có một loại cảm giác hít thở không thông, từ trên thân ma phi thiên, hắn bắt được một cỗ tử vong cùng hắc ám khí tức. Là tử thần khí tức. Giờ khắc này ma phi thiên, thế mà mở ra tử thần quyền hành. Diêm ma tử thần quyền hành, ma phi thiên cũng chiếm cứ lấy nửa đường, bây giờ hắn trực tiếp mở ra. Cùng Diệp Thần khác biệt, ma phi thiên cũng không có hòa dịu phần thiên đại kiếp đau đớn thủ đoạn, bây giờ mở ra tử thần quyền hành, hắn phần thiên đại kiếp bộc phát, toàn thân giấy lên đỏ thẫm đại hỏa, dày vò đau đớn để cho hắn ngũ quan vặn vẹo, cổ họng phát ra a a a sắc bén như dã thú gào thét. Nhưng cước bộ của hắn không có ngừng lại, hắn thế sông vẫn như cũ mãnh liệt, trong tay đao sen lẫn tử thần thiên uy, cuồng nhiên chảm phá không khí, muốn đem Diệp Thần một đao chém giết. Nỗi thống khổ của hắn dày vò, hắn điên cuồng, dục vọng của hắn, tất cả hắc ám cùng sát khí, tất cả sắc bén thê lương tê liệt ý niệm, toàn bộ hội tụ đến một đao này bên trong. Tại trong Diệp Thần cảm nhận, ma phi thiên đã không phải một người, mà là toàn thân thiêu đốt lên xích hỏa cùng hắc khí hồng hoang cự thú, muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ cự thú. Giết ngươi, nuốt ngươi, ngươi hết thảy, chính là ta. Bao quát cái kia một nửa tử thần quyền hành. Từ hôm nay trở đi, ta không riêng gì tử thần, vẫn là luân hồi chi chủ. Ngươi luân hồi trận doanh, nữ nhân của ngươi, tất cả những điều này đều thuộc về ta. Ngươi liền trầm luân tới địa ngục bên trong đi thôi. Ma phi thiên hai mắt huyết hồng, nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt, tràn ngập sát ý cùng vẻ tham lam. Chỉ cần giết Diệp Thần, nuốt lấy Diệp Thần, hắn có thể kế thừa Diệp Thần hết thảy. Mặc kệ là luân hồi đạo thống, vẫn là mặt khác nửa đường tử thần quyền hành, cũng là để cho ma phi thiên vô cùng động tâm đồ vật. Đáng tiếc, ngươi làm không được. Diệp Thần nhìn xem chém giết điên cuồng mà đến ma phi thiên, biểu lộ lại là 10 phần bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một vòng lãnh ý. Ma phi thiên ngẩn ngơ, đột nhiên cảm giác thân hình trì trệ, chung quanh tràn đầy quang. Từng sợi quang ngưng kết thành quang sương mù, lại như thủy triều, tại hắn cùng Diệp Thần ở giữa tràn đầy, hắn thân như ở trong nước, hành động vô cùng trì trệ không khoái. Quang chi đạo, cực chú đại thiên khung, mở. Diệp Thần gào to một tiếng, quang chi đạo thần thông thi triển. Bản thể của hắn, có càng nhiều giam cầm xích sắt dụng, bản thể bên trong có đại lượng thánh quang mãnh liệt tuôn ra, hóa thành thủy triều, tràn ngập bốn phía. Ầm ầm, thậm chí, sáng thế chi thụ phía dưới ánh sáng của bầu trời thần thủy, truyền đến kịch liệt cộng minh. Ánh sáng của bầu trời thần thủy sôi trào. Diệp Thần đang triệu hoán quang, triệu hoán thuộc về hắn quang chi sức mạnh. Hắn biết rõ, muốn tốc chiến tốc thắng, muốn chiến thắng tử thần trạng thái dưới ma phi thiên, chỉ có mượn dùng quang sức mạnh. Tại hắn rời đi ánh sáng của bầu trời thần thủy thời điểm, thánh quang thủ hộ giả cũng đã nói, hắn tùy thời có thể mượn dùng quang sức mạnh, hắn đã coi như là chân chính quang chi tử. Mặc dù, Diệp Thần cũng biết rõ, nếu như mình mượn dùng quang sức mạnh, tất nhiên sẽ lọt vào quang phản phệ, bản thân ý thức sẽ thêm một bước bị ăn mòn. Nhưng, hắn quyết đoán quả minh, biết quang ăn mòn, đó là về sau sự tình, nếu như không lập tức giải quyết đi ma phi thiên mà nói, hắn bây giờ sẽ chết. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Chuyện cấp bách trì hoãn, Diệp Thần quyết đoán cực kỳ rõ ràng. Cho nên, hắn cũng không có kháng cự quang, ngược lại tại thời khắc này, tiếp nạp quang chi tử thân phận, triệu hoán quang sức mạnh. Ánh sáng của bầu trời thần thủy ngay tại phía dưới, muốn cộng minh, muốn triệu hoán, thật sự là lại thuận tiện mau lẹ bất quá. Diệp Thần quang chi đạo thần thông bộc phát, mãnh liệt triệu hoán ý chí thả ra ngoài, ánh sáng của bầu trời thần thủy sôi trào, ào ào xoay tròn, sau đó, vô tận thánh quang ông một tiếng. Hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một cây thẳng cột sáng, phóng lên trời. Rực rỡ thần thánh huy hoàng hừng hực thánh quang chi trụ, từ ánh sáng của bầu trời thần thủy vọt lên, một mực xuyên qua đến cửu thiên trên trời cao, vừa mới ma phi thiên triệu hồi ra tinh không đồ cảnh, trong nháy mắt đã biến thành trống không. Thánh quang trùng thiên, một màn kinh người xuất hiện, thiên khung biến thành một mảnh trắng xóa, nhật nguyệt tinh thần đều không thấy được, phảng phất chúng tinh đã phai mờ, đều bị dội rửa trở thành trống không, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Trắng xóa trên mái vòm, có từng tòa thánh đường thần điện hư ảnh hiện lên, từng tiếng sử thi ca ngợi, tựa như tự nhiên âm thanh, ở chân trời quanh quẩn vang lên, chấn nhân tâm phách, cũng gột rửa tâm trần, tựa như muốn đem lòng người hết thảy hắc ám tà ác, toàn bộ quét sạch.
thiên vực thế giới bên trong, phản thiên tộc, thụ thần tộc, nhân tộc, hồn thiên đế, xấu thần, còn có tất cả những người dự thi, đều có thể mắt thấy một màn này nguy nga kỳ cảnh. Thẳng tắp thần thánh cột sáng trùng thiên, rộng rãi sáng chói thánh quang nhiễm trắng thương khung, mắt thấy cái kia thuần trắng hào quang, trong mọi người tâm rung động, muốn quỳ xuống thần phục, quy y tại trong thánh quang ôm ấp hoài bão. Quang chi đạo đỉnh cấp thần thông, cực chú đại thiên khung, liền như vậy tại trong tay Diệp Thần mở ra. Chỉ cần cực chú đại thiên khung tồn tại một ngày, thế giới cũng sẽ không có hắc ám, thiên vĩnh cực chú, vĩnh hằng quang minh, đây chính là cực chú đại thiên khung áo nghĩa, muốn chiếu phá hắc ám, muốn để chư thiên chúng sinh, đều đắm chìm trong thánh quang ân điển. Ách, khục, vốn là tấn mãnh vào tới trước, như một đầu hắc ám bạo long như cự thú ma phi thiên, cước bộ triệt để dừng lại, cổ họng phát ra một hồi rên rỉ ho khan, còn ho ra một miệng lớn máu đen. Cực chú đại thiên khung mở ra, vô tận thánh quang như thủy triều, từ bốn phương tám hướng hướng hắn dội rửa mà đến, trên trời cũng có thánh quang như thác nước rơi xuống, cái chết của hắn thần quyền chui ma khí, cư nhiên bị trấn áp, bị tẩy sạch. Tử thần quyền hành không cách nào lại duy trì, hóa thành ô quang thu liễm trở về ma phi thiên thể bên trong, ma phi thiên toàn thân ma khí cũng bị cọ rửa sạch, cả người tái nhợt một mảnh, căn nguyên của hắn ma công, đều bị quang phá hư, nôn mửa ra máu đen, da thịt đang co rút lại, như ác quỷ lọt vào thái dương chiếu xạ, cơ thể suy suy bốc khói, cả người phảng phất đều muốn bị phơi nắng chết, bị bốc hơi. Quang, ta thua, bại bởi quang. Ma phi thiên triệt để ngốc trệ, nhìn xem trên đầu trắng xóa thiên khung, vô số thánh đường thần điện phảng phất tại triệu hoán hắn, muốn để hắn thần phục quy y, dung nhập quang trong lồng ngực. Còn sót lại một tia ý chí, để cho ma phi thiên không có khuất phục. Hắn không muốn biến thành quang. Ông, cửu thiên đồ long đao ném ra ngoài, ma phi thiên liều mạng sau cùng lý trí cùng sức mạnh, đem bản mệnh binh khí hiến tế, hóa ra một mảnh kim quang, thoáng cùng trời quang chống lại. Sau đó, hắn giống như chó nhà có tang, không nói một lời, hốt hoảng hướng về phương xa bỏ chạy. Chủ nhân, hắn chạy. Huyết Long kêu lên. Tính toán, đừng đuổi. Diệp Thần nhìn xem chạy trốn ma phi thiên, ánh mắt lóe lên một tia che lấp, nhưng cuối cùng cũng không có đuổi theo. Bởi vì, cực chú đại thiên khung mở ra, đối với Diệp Thần tới nói, cũng là vô cùng nghiêm trọng gánh vác, hắn đã bất lực đuổi theo giết ma phi thiên. Diệp Thần bản thể, đang gặp ánh sáng mặt trời tẩy lễ chúc phúc, đây cũng là một loại ăn mòn. Một khi thân thể của hắn, đã biến thành quang, hắn liền triệt để bị quang đoạt xác, đến lúc đó, thế gian sẽ có quang chi tử, nhưng sẽ không còn có Diệp Thần ý thức. Thu. Diệp Thần tốc độ cực nhanh, tại đánh lui ma phi thiên sau, lập tức thu hồi cực chú đại thiên khung, cắt đứt chính mình cùng ánh sáng của bầu trời thần thủy cộng minh. Xuyên qua bầu trời cột sáng, một tiếng xào xạc một chút sụp đổ, tán loạn thành thiên điểm vạn điểm đom đóm giống như thật nhỏ hạt ánh sáng, giống như một trận mưa tí tách rơi xuống, cuối cùng toàn bộ quay về đến ánh sáng của bầu trời thần thủy bên trong. Ánh sáng của bầu trời thần thủy cũng đình chỉ sôi trào, lẳng lặng giống như vòng xoáy chậm rãi chuyển động, mênh mông rực rỡ yên tĩnh phải tựa như một mảnh vĩ đại ngân hà, Diệp Thần thậm chí từ trong nghe được một thanh âm. Thanh âm kia nói, đại nhân, tùy thời vì ngươi hiệu mệnh. Đó là thánh quang thủ hộ giả âm thanh. Chỉ cần Diệp Thần có cần, hắn có thể lần nữa triệu hoán thánh quang sức mạnh, loại này cấp bậc sức mạnh, quét ngang chư thiên vô địch. Diệp Thần có thể chắc chắn, liền xem như hồn thiên đế, đều khó có khả năng ngăn trở loại này mênh mông thánh quang dội rửa. Nhưng Diệp Thần vô cùng rõ ràng, thánh quang uy năng quá mức kinh khủng, nếu là thường xuyên triệu hoán, cơ thể của chính hắn cũng nhịn không được, muốn trước bị dội rửa thành trống không. Hít sâu một hơi, Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, ánh sáng của bầu trời tản đi, thiên vực thế giới lại khôi phục thâm thúy vắng lặng bộ dáng, tinh không u quang chiếu rọi tứ phương. Vừa mới thánh quang trùng thiên, dung chuyển sáng thế chi thụ, lại có đại lượng đại đạo hoa, bị lay động rớt xuống, tán lạc tại Diệp Thần bốn phía, như từng khỏa thái dương đang phát sáng. Diệp Thần tay khẽ vẫy, đem tất cả đại đạo hoa đều thu, có mấy trăm đoá nhiều, thiên khải chí tôn chết đi thi thể, Diệp Thần cũng thu, có thể dùng đến làm tài liệu thẻ đánh bạc, về sau hữu dụng. Mà nắm chắc trăm đoá đại đạo hoa, Diệp Thần đằng sau cũng không cần lại đi tìm kiếm cướp lấy, đã đầy đủ giành được phản thiên đại điển ba hạng đầu. Hồng Quân lão tổ đã bị Diệp Thần thôn phệ, ma phi thiên cũng bị đánh lui, bỏ trốn mất dạng, cái kia trận này phản thiên đại điển, ba hạng đầu ứng cử viên cơ hồ xác định, chính là Diệp Thần, xấu thần, hồn thiên đế ba người. Ta cần nghỉ ngơi. Diệp Thần tinh thần rất hỗn loạn, cùng Hồng Quân lão tổ chiến đấu, cùng ma phi thiên chiến đấu, luân phiên đại chiến, hắn tiêu hao rất lớn. Hắn muốn bắt giữ xấu thần cùng hồn thiên đế chỗ, nhưng bây giờ thực sự hữu tâm vô lực,
hắn nhất định phải nghỉ ngơi. Ô, Diệp Thần tinh thần, từ Thanh Liên trong phân thân đi ra, quay về đến bản thể bên trong. Vừa trở về đến bản thể, Diệp Thần cũng cảm giác một hồi đầu nặng chân nhẹ, chân đứng không vững, thân thể lung la lung lay, cơ hồ muốn từ sáng thế trên cây rơi xuống. Huyết Long vội vàng quấn quanh lấy cơ thể của Diệp Thần, phụ trợ hắn đứng vững. Hô, quang ăn mòn, thực sự là đáng sợ a, nếu như ta không có thủ đoạn phong ấn, ta bây giờ đã biến thành hết. Diệp Thần thở phào một hơi, hắn cảm thấy thể nội tràn ngập đại lượng thánh quang, đây là vừa mới thi triển cực chú đại thiên khung, cơ thể gặp phản phệ, lại bị đại lượng thánh quang xâm nhập. Bất quá, Diệp Thần có thủ đoạn có thể áp chế, hắn điều động khóa chi mảnh vụn sức mạnh, lại hóa thành từng cái địa ngục xích sắt, phong tỏa thân thể của mình, đem quang sức mạnh cũng khóa lại. Khóa lại quang, Diệp Thần tinh thần liền khôi phục thanh tỉnh, không tiếp tục bị quang ý chí tả hữu. Nhưng Diệp Thần rất rõ ràng, loại này phong tỏa chỉ là ngộ biến tùng quyền, hắn nhất thiết phải tìm kiếm càng ổn thỏa giải quyết biện pháp. Biện pháp cũng là có, đó chính là cân đối chi đạo, đi tìm đầy đủ hắc ám tà ác vực sâu khí tức, âm dương hòa giải, liền có thể trung hòa quang sức mạnh. Mà thế gian này, có thể cùng ánh sáng của bầu trời chống lại, chỉ có vực sâu, chỉ có hắc huyên độc tuyền. Trong cơ thể của Diệp Thần hắc huyên độc tuyền, hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều, hắn cần càng nhiều hắc huyên độc tuyền năng lượng. Bất quá, hắc huyên độc tuyền tại xấu thần lãnh địa, Diệp Thần muốn cướp đoạt, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Rất nhiều ý niệm từng cái lướt qua, Diệp Thần đối với đường sau này, đại khái có một cái thanh tỉnh nhận thức. Bây giờ không thể gấp tiến, việc cấp bách, là cùng xấu thần, hồn thiên đế cướp đoạt phản thiên quyền hành, thắng được trận này đại điển. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục nguyên khí. Trong thân thể của hắn, có đủ loại dị thường khí tức giao thoa. Quang ý chí, Hồng Quân lão tổ còn sót lại ý chí, ác mộng nước suối, còn có ác mộng lão tổ lưu lại mộng thần quy tâm tán. Đủ loại này dị thường khí tức giao thoa, lấy quang ý chí uy hiếp lớn nhất, lúc nào cũng có thể đoạt xá Diệp Thần. Diệp Thần trước mắt là dùng khóa chi mảnh vụn sức mạnh, đem quang bắt đầu phong tỏa. Nghĩ không ra, trong cơ thể của ta, thế mà lại có nhiều như vậy dị chủng khí tức. Thân thể của ta còn thuộc về ta sao? Diệp Thần tự giễu giống như cười cười. Hắn chỉ muốn mau chóng hoàn toàn đoạt lại thân thể của mình. Phía trước hấp thu Hồng Quân lão tổ huyết nhục, Diệp Thần cũng dẫn đến, đem câu chi mảnh vụn cũng hấp thu đến đây. Bây giờ, câu chi mảnh vụn liền lặng lặng nằm ở Diệp Thần trong đầu. Cuối cùng lấy được câu chi mảnh vụn, Diệp Thần tâm tình lại không có bao nhiêu vui sướng. Bởi vì hắn phát hiện, khối này câu chi mảnh vụn, quanh năm rơi xuống tại trong ánh sáng của bầu trời thần thủy, tất cả địa ngục ma khí, cũng đã bị dội rửa thành trống không. Cả khối mảnh vụn, hoàn toàn là thuần trắng thánh khiết bộ dáng, mặc dù bắt định thân pháp tắc còn tại, thậm chí bởi vì nhiều quang sức mạnh, bắt định thân hiệu quả cường đại hơn. Nhưng, ma khí mất hết, cái này câu chi mảnh vụn, có thể hay không dung hợp khảm nạm đến ma ngục mệnh tinh bên trong, Diệp Thần trong lòng cũng không chắc chắn. Ông, Diệp Thần bàn tay hư nắm, đem ma ngục mệnh tinh triệu hoán đi ra, cả viên tinh thần tựa như một khỏa thiên châu, lơ lửng tại trên lòng bàn tay của hắn, tản ra yếu ớt ma quang. Mà ngôi sao này, góc trái trên cùng thiếu một khối, thiếu hụt một khối, chính là câu chi mảnh vụn. Cái này câu chi mảnh vụn, đã bỏ lỡ ma khí, mất hết địa ngục nguyên khí, không biết còn có thể hay không bổ tu ma ngục mệnh tinh. Diệp Thần lấy ra câu chi mảnh vụn, thử nghiệm đem hắn khảm nạm đến ma ngục mệnh tinh phía trên. Nhưng, một cỗ mãnh liệt lực đẩy, lại đột nhiên từ ma ngục mệnh tinh bên trên truyền đến, Diệp Thần khảm nạm thất bại. Ma ngục mệnh tinh là hắc ám địa ngục hội tụ. Đối quang minh nhất là bài xích, mà câu chi mảnh vụn, chịu thánh quang dội rửa, ma khí rút đi, còn nhiều ra không ít thánh quang nội tình, trực tiếp liền bị bài xích. Quả nhiên, thấy thế, Diệp Thần cũng là cảm thấy một hồi khó giải quyết. Nếu là thiên tân vạn khổ lấy được câu chi mảnh vụn, cuối cùng lại mất đi tác dụng, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần thử nghiệm thi triển hỗ tự quyết, hòa giải âm dương, lại đem câu chi mảnh vụn khảm nạm đi lên. Lần này, tại hỗ tự quyết điều hòa lại, ma ngục mệnh tinh truyền ra lực đẩy, cuối cùng giảm bớt rất nhiều, bộp một tiếng, cuối cùng này một khối câu chi mảnh vụn, cuối cùng là miễn cưỡng khảm nạm đến ma ngục mệnh tinh đi lên. Hoa lạp, ma ngục mệnh tinh cuối cùng khôi phục hoàn chỉnh, lập tức phóng ra một cỗ tia sáng, nhưng mà, cỗ này tia sáng rất cổ quái, tuy có kinh thiên địa ngục sát khí dâng lên, nhưng cuồn cuộn địa ngục ma khí bên trong, lại tràn ngập một tia thánh quang. Thần thánh cùng hắc ám phối hợp, tạo thành một cỗ đả kích cường liệt, quang cùng ám trật tự đụng vào lẫn nhau, tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Một khi trật tự sụp đổ,
cả viên ma ngục mệnh tinh, liền muốn phá toái. Diệp thần tự nhiên không thể nhìn một màn này phát sinh, hắn vận chuyển hỗ tự quyết, hòa giải lấy ma ngục mệnh tinh hai loại khí tức cân bằng. Một mảnh cổ quái địa ngục tranh cảnh, ngay tại trước mặt Diệp thần sinh ra. Khắp nơi đều là núi thây biển máu, tu la dạ xoa bay múa, oan hồn sôi trào. Nhưng, bóng tối vô biên bên trong, lại có một tòa to lớn quang minh thánh đường đứng sừng sững lấy. Quang minh thánh đường sừng sững ở trong địa ngục, một màn này cảnh tượng, lóe sáng như kỳ quan, thánh khiết nhất thiên đường, phảng phất cùng tối tăm nhất địa ngục, hòa làm một thể. Cũng tốt, đây không phải thiên tổ của địa ngục, nhưng ít ra, câu, khóa, hình, độ tứ đại pháp tắc, đã đầy đủ. Diệp thần con mắt híp lại, ngắm nhìn mảnh này tân địa ngục, một cái nắm giữ thiên đường thánh điện địa ngục. Quang minh cùng hắc ám khí tức, va chạm nhau xen lẫn, tại hắn hỗ tự quyết điều hòa lại, lại vi diệu duy trì cân bằng, cái này cân bằng vô cùng yếu ớt, tùy thời đều có phá diệt nguy hiểm. Nhưng bất kể như thế nào, thiên tổ trong giấc mộng luân hồi địa ngục, xem như trùng kiến dậy rồi, câu khóa hình độ tứ đại pháp tắc, tất cả có. Diệp thần trong lúc hô hấp, cùng ma ngục mệnh tinh cộng minh lấy. Ma ngục mệnh tinh không ngừng truyền đến từng sợi dư thừa năng lượng khí tức, bổ dưỡng lấy đan điền của hắn cùng kinh mạch. Toàn bộ tân địa ngục, mặc kệ là hắc ám chỗ, vẫn là quang minh thánh đường, đều có hùng hồn khí tức truyền đến, không ngừng mở rộng Diệp thần tu vi. Rất nhanh, Diệp thần trên người khí tượng cùng hiển lộ tu vi, liền từ thiên đế cảnh ba tầng trời trung giai, đột phá đến ba tầng trời cao giai, sau đó là ba tầng trời đỉnh phong, hết thảy đều tựa như nước chảy thành sông, tu vi đề thăng thật nhanh. Mảnh này địa ngục, năng lượng nội tình vô cùng thâm hậu, nếu như khai quật tiếp, đầy đủ ta hưởng thụ. Diệp thần thoải mái thở dài một cái, hắn trong đan điền có một cái thái cực đoàn năng lượng, bên trong ẩn chứa dồi dào linh khí, đầy đủ phụ trợ hắn tu luyện tới siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Mà bây giờ, lại thêm ma ngục mệnh tinh năng lượng, Diệp thần tu luyện tới đạo quân cảnh giới, cũng không thành vấn đề. Chỉ cần không ngừng đào sâu địa ngục, hắn liền có thể nhận được vô tận linh khí tẩm bổ. Không cần lại ngoài định mức tìm kiếm cơ duyên, xông thẳng đạo quân cũng không phải là việc khó. Thậm chí, Diệp thần còn có thể đem ma ngục mệnh tinh, xem như một cái đặc thù vật chứa, dùng để tiếp nhận đủ loại tai kiếp. Tỷ như hắn phần thiên đại kiếp, hắn thi triển thiên trảm chịu phản phệ, cũng có thể chuyển đến ma ngục mệnh tinh phía trên. Loại này tái giá, cần người đi gánh chịu. Bằng không, địa ngục không ngừng gặp tai họa, không cách nào tiêu mất mà nói, sớm muộn có một ngày sẽ nổ tung. Diệp thần cần tìm kiếm kẻ chết thay, hắn chỉ cần không ngừng chiến đấu tiếp, đem địch nhân trấn áp đến trong địa ngục đi, để cho địch nhân đi thay hắn gánh chịu phần thiên đại kiếp cùng đủ loại phản vệ đau đớn, chính hắn liền không cần chịu khổ. Cái gì là địa ngục? Đây chính là địa ngục, dùng để chờ đủ loại kiếp nạn cùng đau đớn địa ngục, bị trấn áp đến địa ngục người, đem tiếp nhận vạn kiếp bất phục đau đớn. Mà xem như địa ngục chấp trưởng giả, Diệp thần chính mình không cần chịu khổ, nỗi thống khổ của hắn có thể tái giá cho người khác. Để người khác trong địa ngục chịu đủ dày vò. Thiên tổ ban sơ thiết lập địa ngục, cũng là muốn dựa vào đủ loại tàn khốc dày vò, trấn nhiếp thế nhân. Thế gian này, thảm thiết nhất dày vò, dĩ nhiên chính là phần thiên đại kiếp. Nếu có một ngày, thế gian cũng không còn ác nhân, cũng lại không ai muốn xuống địa ngục, như vậy phải làm gì đây? Địa ngục chịu tải đau đớn, lại muốn chính mình một lần nữa tiếp nhận sao? Không, sẽ không như vậy. Nếu như thế gian này, cũng không còn tà ác. Cũng lại không người cần xuống địa ngục, đó chính là vĩnh hằng quang minh thế giới, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể biến thành quang, sẽ không còn có thống khổ. Đây là Thái Sơ lời hứa. Thiên tổ dùng phương thức của mình, đi thực tiễn đạo này, thiết lập địa ngục, uy hiếp thế gian tội nhân, mục đích cuối cùng nhất là quét hết hắc ám, thế gian lại không phân tranh, lại không đau đớn, tất cả mọi người đều biến thành quang. Diệp thần nhìn xem trong tay địa ngục tranh cảnh, có thể nhìn thấy trước kia thiên tổ đủ loại tinh thần. Biến thành quang, thật có thể biến thành quang, thật có thể giải thoát sao? Diệp thần ánh mắt một hồi mê ly, trong lòng thoáng qua đủ loại ý niệm, cuối cùng chỉ còn lại một loại quyết tâm. Ta muốn đi của ta đạo, hoặc là đăng đỉnh đỉnh thế giới, hoặc là nhập diệt chết đi, không có con đường thứ ba. Hít sâu một hơi, Diệp thần đem ma ngục mệnh tinh thu hồi, tại ma ngục mệnh tinh khôi phục hoàn chỉnh sau, hắn khí tức cùng chân thực thực lực nhận được tẩm bổ, tấn thăng đến thiên đế cảnh ba tầng trời đỉnh phong. Nhưng thiên đạo hạn chế vẫn như cũ không thể đánh vỡ, hắn cùng khác thiên đế so sánh, vẫn là thiếu đi trọng yếu nhất đế quang. Kỳ thực ý nào đó mà nói, Diệp thần cũng có thể nói là không có đột phá. Bất quá, bây giờ Diệp thần cũng không lo lắng, hắn đã có đầy đủ năng lực, có thể đánh vỡ thiên đạo hạn chế, chỉ là còn chưa tới thời điểm. Hắn sẽ ở một cái thời cơ thích hợp,
đột phá thiên đạo hạn chế, nở rộ chính mình quang. Theo Diệp Thần không ngừng trở nên cường đại, bây giờ ngay cả huyết long thực lực, đều theo không kịp hắn. Đại đạo độc hành, con đường tu luyện, càng đi về phía sau lại càng cô độc, Diệp Thần cũng sớm đã có đoán trước. Đột nhiên, Diệp Thần phát hiện cái gì, hắn đột nhiên quay đầu hướng về một cái phương hướng nhìn lại, nhưng mà nơi đó cũng không có người. Diệp Thần thần sắc cổ quái, huyết long, người vừa rồi có phát hiện cái kia có người sao? Huyết long suy xét phút chốc, hồi đáp, dường như là có người, nhưng đối phương khí tức ẩn tàng cực kỳ chuyện tốt, thậm chí để cho ta có loại hòa vào thiên vực cảm giác, người nếu không phải nói, ta có thể cũng cảm giác không thấy. Bất quá hắn tựa hồ không nghĩ rằng chúng ta phát hiện, lại biến mất. Không phải xấu thần, cũng không phải hồn thiên đế, này sẽ là ai đây? Diệp Thần khẽ nhíu mày, loại cảm giác này, tựa như bị rắn độc để mắt tới. Thôi, đối phương không có cực đoan sát ý, việc cấp bách, ta vẫn mau chóng khôi phục trạng thái A. Mà giờ khắc này, thiên vực một chỗ khác. Một cái đeo kiếm cùng bên hông mang theo kiếm nam nhân từ trong sương mù đi ra, hắn trọng trọng thở ra một hơi, trên trán có một tia mồ hôi. Hắn chính là Mộ Dung U. Mộ Dung U vừa mới có trong nháy mắt như vậy, sinh ra đối với Diệp Thần tính toán ra tay. Nhưng rất nhanh bị hắn từ trong đầu vung đi. Hắn giấu ở thiên vực trong không gian, cũng mắt thấy Nhậm Phi Phàm chiến Hồng Quân, chảm thiên khải hình ảnh. Mặc dù bây giờ Diệp Thần trạng thái rất tồi tệ, nếu là ra tay, thật có thể thừa dịp Diệp Thần suy yếu nhất trạng thái chém giết. Nhưng hắn không dám đánh cược, Diệp Thần có rất nhiều lá bài tẩy. Một trận chiến này, thậm chí để cho Mộ Dung U tâm bên trong sinh ra một tia sợ hãi. Hắn đã từng, có chút xem thường không lúc nào chống không cường giả. Mà bây giờ, nội tâm của hắn chỉ có kính sợ. Thôi, muốn chém giết cái này luân hồi chi chủ, chỉ dựa vào ta không cần, nhất thiết phải tìm một chút giúp đỡ. Nghỉ ngơi hai ngày, Diệp Thần hỗn loạn tinh thần, hư nhược nguyên khí, cuối cùng hoàn toàn khôi phục, trạng thái siêu việt dĩ vãng đỉnh phong, khi hắn từ ngồi xếp bằng tư thái đứng lên, hít thở một cái khí, toàn bộ thiên vực tinh không, đều đi theo nổi lên phong bạo. Hô hấp của hắn, đã cường đại đến kéo theo thiên địa đại thế, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, liền có loại chư pháp hiểu rõ cảm giác. Mà theo hắn trạng thái khôi phục, hắn ẩn ẩn có thể cảm thấy cùng đang tại tinh không bị ngạn nhậm tiền bối liên hệ. Hai ngày này, hắn hỗn loạn trong tinh thần, lặp đi lặp lại nghe được nhậm tiền bối nhắc đến luân hồi hai chữ, nhưng nội dung cụ thể, vô cùng mơ hồ. Nhưng hắn ẩn ẩn thấy được người hộ đạo một tia nhân quả, nhậm tiền bối tựa hồ rất quan tâm chuyện này. Thôi, chờ đại điển sau khi kết thúc lại nghĩ biện pháp liên hệ nhậm tiền bối A. Sau đó, Diệp Thần thấy được phản thiên đại điển rất nhiều người dự thi, đều phân bố tại thiên vực thế giới các nơi, tại chật vật tìm kiếm lấy đại đạo hoa, không có bao nhiêu người dám tới gần sáng thế chi thụ. Đột nhiên, hắn thấy được một cái quen thuộc người. Mộ Dung U. Thời khắc này Mộ Dung U ở phía xa ngồi xếp bằng, dường như đang luyện hóa cái gì. Diệp Thần ẩn ẩn cảm thấy hắn dường như đang dung hợp sáng thế chi thụ, lại tựa hồ đang hấp thu chung quanh vực sâu. Cái này sao có thể? Dường như là phát giác Diệp Thần nhìn trộm, Mộ Dung U chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Cực kỳ ôn hòa, thậm chí có đuổi theo Diệp Thần cảm giác. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thần lông mày vẫn là nhíu lại, loại cảm giác này mặt ngoài thoải mái, nhưng kỳ thực để cho hắn cảm thấy khác thường. Con đường đi tới này, hắn tiếp xúc rất nhiều người, cũng quá giải cái gọi là nhân tính, liền xem như bị xấu thần ảnh hưởng loại tồn tại này, hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng Mộ Dung U, mang đến cho hắn một cảm giác, quá thiên y vô phùng, thật giống như ngụy trang. Hắn lấy được tinh không bị ngạn một bộ phận truyền thừa, nên tâm cao khí ngạo, nhưng trên thân nhìn không ra một tia, thậm chí từ vừa mới bắt đầu liền định đuổi theo luân hồi. Còn có hắn cùng Hồng Quân cừu hận, Hồng Quân bỏ mình, hắn hẳn là có thể cảm nhận được nhân quả. Đổi lại bất luận kẻ nào, hoặc là không có tự tay báo thù tiếc hận, hoặc là cừu nhân bỏ mình kích động, hay là đối với tương lai hoang mang, nhưng những tâm tình này tại Mộ Dung U trên thân cũng không có, vẫn là loại kia như gió xuân ôn hòa cảm giác. Mộ Dung U à Mộ Dung U, ngươi chẳng lẽ tại ẩn giấu? Mục đích của ngươi lại là cái gì? Lấy bây giờ Diệp Thần thực lực tự nhiên không cần e ngại, nhưng bên cạnh có như vậy một đầu có thể là rắn độc tồn tại, vẫn còn có chút không thoải mái. Thôi, đến lúc đó ta hỏi một chút có lẽ liền có đáp án. Diệp Thần lại đem ánh mắt đặt ở trên người những người khác. Hồn thiên đế, xấu thần. Ngoại trừ Mộ Dung U, Diệp Thần cũng không để ý thông thường người dự thi. Hắn chỉ chú ý hồn thiên đế cùng xấu thần hai người. Hồng Quân lão tổ thân diệt, mà phi thiên cũng bị Diệp Thần đánh lui,
xa xa bỏ chạy rời đi Phản Thiên Thánh Địa, có thể uy hiếp được Diệp Thần, chỉ còn lại Hồn Thiên Đế cùng Xấu Thần hai người, còn có dấu ở sau lưng Nhiễu Sóng lão tổ. Thiên Cơ hiểu rõ phía dưới, Diệp Thần phát hiện, Hồn Thiên Đế còn tại trong sáng thế chi thụ, hơn nữa không ngừng đi lên leo lên, đã leo lên đến một cái phi thường khủng bố chỗ cao. Hồn Thiên Đế vị trí, xa xa tại Diệp Thần trên đỉnh đầu, loại độ cao này, liền thời khắc này Diệp Thần, cũng không dám dễ dàng trải qua. Gia hỏa này, bò cao như vậy làm gì, chẳng lẽ hắn muốn trực tiếp bò đi Tinh Không Bỉ Ngạn sao? Điên rồi sao? Diệp Thần nhíu nhíu mày, không nghĩ tới Hồn Thiên Đế đã leo đến sáng thế chi thụ cực cao chỗ, nơi đó có vô tận phong bạo thiên tai, vô tận vực sâu đại họa, đếm không hết vực sâu yêu ma quái vật. Loại độ cao này, liền xem như lấy Diệp Thần thực lực, cũng là vô cùng e dè. Cho dù Hồn Thiên Đế là vô thượng đạo quân, theo lý mà nói, cũng không khả năng tiếp nhận loại kia cấp bậc vực sâu đại họa. Phải biết, sáng thế chi thụ lượn lờ từng sợi vực sâu khí tức, càng lên cao bò, vực sâu uy áp lại càng nghiêm trọng, đến cao độ nhất định, vô thượng đạo quân đều nhìn không được. Diệp Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Hồn Thiên Đế đến cùng muốn làm gì, thật sự đầu óc phát sốt, nghĩ bò đi Tinh Không Bỉ Ngạn sao. Hồn Thiên Đế sẽ không như thế ngu xuẩn. Cái này mặc dù là một con đường, nhưng trên thực tế là đi không thông lộ. Đến nỗi Xấu Thần, cũng đã không đang sáng tạo thế giới chi thụ, mà là rời đi, đi Phản Thiên Tộc bộ lạc. Diệp Thần cảm ứng vô cùng nhạy cảm, có thể bắt được xấu khí tức của thần. Tại hắn tiến vào ánh sáng của bầu trời thần thủy thời điểm, Xấu Thần liền thừa cơ rời đi. Không thể không nói, Xấu Thần thời cơ nắm đến phi thường tốt, biết Phản Thiên bộ lạc sau lưng, có Diệp Thần cái bóng, hắn nghĩ áp dụng mục đích của mình, nhất định phải chờ Diệp Thần rời đi. Bằng không, nếu là Diệp Thần ra tay, chính diện giao phong phía dưới, Xấu Thần cũng ngăn cản không nổi. Mà Xấu Thần mục đích, chính là muốn đoạt lấy Cửu U Vạn Hồn Phiên. Đó là Hồn Thiên Đế cường đại nhất hồn khí, đầy đủ để cho Xấu Thần linh hồn ký sinh, tái tạo thêm một cái phân thân, tương đương với nhiều một cái mạng. Cái này nhiều hơn một cái mạng, tương lai sống chết trước mắt, liền có thể phát huy ra tác dụng. Xấu Thần muốn đoạt lấy Cửu U Vạn Hồn Phiên, vật kia hắn có thể mang đi sao? Diệp Thần nhíu mày biểu thị hoài nghi, Cửu U Vạn Hồn Phiên đã xưa đâu bằng nay, cái kia pháp bảo tại Phản Thiên Tộc không ngừng rèn luyện phía dưới, đã trở thành vĩ đại kỳ quan, thật sâu cắm rễ tại thiên vực trong tinh không, Hồn Thiên Đế đi đều không mang được. Cho nên, Hồn Thiên Đế trực tiếp buông tha Cửu U Vạn Hồn Phiên, chỉ hướng về sáng thế chi thụ chỗ cao leo lên. Xấu Thần tâm còn không chết, còn muốn cướp đoạt, trước mắt đã qua hơn 2 ngày, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được, Cửu U Vạn Hồn Phiên còn êm đẹp sừng sững ở Phản Thiên Tộc trong bộ lạc, cũng không có bị cướp đi. Bất quá, Diệp Thần cũng không thể tùy ý Xấu Thần làm ẩu, dù sao Phản Thanh Ảnh cùng Thục Vân tướng quân hai mẹ con, đều tại Phản Thiên Tộc bộ lạc lý, hơn nữa còn có Phản Thiên các tộc nhân, nếu như bọn hắn chịu đến Xấu Thần xung kích, tinh thần bị mê hoặc, bị khống chế, cái kia cực kỳ không ổn. Dù sao, Xấu Thần am hiểu nhất, không phải chiến đấu thủ đoạn, mà là mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Diệp Thần nhìn một chút đỉnh đầu, Hồn Thiên Đế ở trên cao, lại nhìn một chút Phản Thiên Tộc bộ lạc phương hướng, Xấu Thần ở bên kia. Bây giờ bày ở trước mặt hắn, có hai con đường, một là đuổi theo Hồn Thiên Đế, hai là đuổi theo Xấu Thần. Hai con đường, nên đi cái nào một đầu? Diệp Thần ánh mắt chuyển động, rất nhanh liền có quyết đoán. Hai con đường này, hắn đều muốn đi. Hoa Lạp, kèm theo một trận quang mang thoáng qua, Diệp Thần đem Thanh Liên phân thân kêu gọi ra, đồng thời bắn ra một tia tinh thần đi qua, kích hoạt phân thân. Đối phó Xấu Thần, ta dùng một cái phân thân như vậy đủ rồi, ta chân thân, liền đuổi theo trục Hồn Thiên Đế. Diệp Thần cảm thấy có quyết đoán, nếu như là cường độ cao chiến đấu, hắn cỗ này phân thân, nhiều nhất trèo chống chừng một khắc đồng hồ, nhưng nếu như bình thường hoạt động, phân thân có thể duy trì cực kỳ lâu. Mà đối phó Xấu Thần, hơn nữa còn chỉ là Xấu Thần một đạo phân thân, cũng không cần mãnh liệt bực nào chiến đấu, Diệp Thần có lòng tin, có thể dựa vào chính mình phân thân, đi giải quyết Xấu Thần phân thân. Quyết đoán hoàn tất, Diệp Thần chia binh hai đường, bản thể hướng về chỗ cao leo lên, phân thân đi tới Phản Thiên Tộc bộ lạc, truy đuổi Xấu Thần. Hồn Thiên Đế leo lên đến cực cao chỗ, chỗ kia Diệp Thần cũng khó có thể trải qua, nhưng hắn vẫn là lựa chọn trèo lên trên, Hồn Thiên Đế có thể tới chỗ, hắn nhất định cũng có thể đến. Không ngừng đi lên leo lên, Diệp Thần dần thấy chung quanh phong bạo tàn phá bừa bãi, từng sợi vực sâu hắc khí vô thanh vô tức xâm nhập mà đến, còn có thỉnh thoảng nhào ra yêu ma quỷ quái, tương đương dọa người. Mà cơ thể của Diệp Thần trói buộc từng cái địa ngục xích sắt, đó là hắn dùng để khóa lại quang xích sắt, cũng khóa lại chính mình,
đối mặt không ngừng hiện lên vực sâu kiếp nạn cùng nguy hiểm, hắn nhất thiết phải toàn bộ thần ứng đối. Bất quá, Diệp Thần cũng là gặp nguy không loạn, trực tiếp buông lỏng ra mấy cái xích sắt, phóng xuất ra một tia thánh quang năng lượng, vận chuyển quang chi đạo, mở ra đại phạm quang minh thể, đây là một loại thánh quang chúc phúc thể chất, có thể đại đại chống lại vực sâu. Tại mở ra đại phạm quang minh thể sau, Diệp Thần liền chặn chung quanh đủ loại vực sâu ma vật tập kích, thậm chí, hắn còn phản kích ma vật, đem đại lượng ma vật bắt được ma ngục mệnh tinh bên trong đi, phong ấn tại trong địa ngục. Hắn địa ngục, cần tội ác sinh linh đi lấp mạo xưng, đã như thế, hắn tương lai cần tái giá đau đớn thời điểm, mới có sinh linh đi làm hắn kẻ chết thay, đi giúp hắn tiếp nhận đau đớn. Nhưng, càng lên cao leo lên, Diệp Thần áp lực lại càng lớn, dần dần, liền hắn đại phạm quang minh thể, cũng có chút không chịu nổi vực sâu đánh sâu vào. Hắn đang ở chỗ, đã là đang sáng tạo thế giới chi thụ cực cao chỗ, ở đây hư không hắc ám một mảnh, tinh nguyệt ảm đạm, sáng thế chi thụ từng cây chạc cây, đã là hoàn toàn đen như mực trạng thái, bị vực sâu ăn mòn thành hắc diệu thạch đồng dạng, nhưng ở thân cây bản thể sinh cơ tầm bổ phía dưới, lại không có hư thối, chỉ là biến thành một chủng loại giống như bằng đá tồn tại, không có linh mộc cứng cỏi, giống như tảng đá chế tạo. Ở đây sống động ma vật, hình thù kỳ quái, Diệp Thần cũng gọi không nổi danh chữ, có như u ác tính cổ động, có như xúc tu, chính là có từng khỏa ánh mắt, trải rộng ở trên nhánh cây, Diệp Thần dẫm mạnh đi lên, từng khỏa ánh mắt liền mở ra, như hóa thành huyết bồn đại khẩu muốn đem hắn thôn phệ. Đủ loại này quái dị đáng sợ hiện tượng, cũng là vực sâu ăn mòn hiển hóa, nếu như không phải Diệp Thần có đủ loại thủ đoạn phòng thân, hắn đã chết. Nghĩ không ra, cái này sáng thế chi thụ chỗ cao, hoàn cảnh càng như thế ác liệt. Hồn Thiên Đế là thế nào leo đến nơi này, hơn nữa còn leo lên cao hơn chỗ. Hắn có, Vi Giờ Nu phụ trợ sao? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao, thiên cơ hiểu rõ phía dưới, hắn đại khái có thể nhìn thấy đến Hồn Thiên Đế thân ảnh, cách mình còn tương đương xa xôi. Nhưng ở bên dưới khoảng cách này, Diệp Thần đã có thể bắt được càng nhiều chi tiết, càng nhiều nhân quả. Trái tim của hắn bỗng nhiên căng thẳng, càng là bắt được Vi Giờ Nu khí tức. Vi Giờ Nu linh hồn, tựa hồ ký sinh tại trên thân Hồn Thiên Đế. Là, bởi vì có Vi Giờ Nu ký sinh, Hồn Thiên Đế có đủ mạnh mẽ hộ thân thủ đoạn, mới có thể leo đến chỗ cao như vậy sao? Diệp Thần lên một thân nổi da gà, nhìn thấy đến cái này nhân quả, hắn lưng lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Một cái Hồn Thiên Đế, đã khó đối phó, nếu là Vi Giờ Nu lại cùng Hồn Thiên Đế liên hợp, cái kia Diệp Thần phải đối mặt cục diện, chính là vô cùng khó giải quyết. Mà lúc này phải chết là, cơ thể của Diệp Thần, cũng không hoàn toàn thuộc về mình, có đủ loại dị thường khí tức xung đột lấy. Hô, thì ra, Hồn Thiên Đế đã cùng Vi Giờ Nu hợp tác sao? Ta phải cẩn thận một chút mới được. Cảm thấy được tương lai nguy hiểm Diệp Thần, tâm thần cấp tốc tỉnh táo lại, suy nghĩ lấy đối sách. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lần nữa điều tức, hòa giải thể nội đủ loại dị thường khí tức, hắn nhất định phải để cho thân thể của mình, hoàn toàn thuộc về mình. Điều động ma ngục mệnh tinh, Diệp Thần thêm một bước phong tỏa quang ý chí, bảo đảm ý chí của mình, không bị ảnh hưởng. Hắn tại chính mình chỗ sâu trong óc, phát hiện Hồng Quân lão tổ còn sót lại ý chí, cùng ác mộng nước suối hỗn hợp lại cùng nhau, như một đoàn tanh hôi thi dịch. Loại hắc ám này mùi hôi quỷ dị đồ vật, Diệp Thần phía trước cũng không có đi tiêu diệt, bởi vì loại hắc ám này tà chất, có thể dùng đến ngăn được quang ý chí, thoáng hòa giải quang ăn mòn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 603.